Mục thần ký tập 245 đến 248, thực hành lịch sử, dư nghiệt của Thượng Hoàng chúc các bạn xem video vui vẻ. Đại thọ Thượng Hoàng 2 vạn 6 nghìn tuổi, tần mục giật mình, hắn vốn ở niên đại cách khai hoàng đã có 2 vạn năm, khai hoàng tại vị chỉ sợ cũng có 1-2 vạn năm. Vậy chẳng phải là nói bọn họ hiện tại thân ở 3-4 vạn năm trước, ban công thố một lần truyền tống, chuyển bọn họ đến 3-4 vạn năm trước, dưới đáy dương, ban công thố cũng mở mịt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái không thể diễn tả hắn chỉ là ở trước lúc pháp lực tiêu hao hết phát động cờ truyền tống, sau đó lại đưa mình đến ba bốn vạn năm trước, đây nhất định là đang nằm mơ, hắn đang muốn bấm mình một chút, đột nhiên chỗ gãy chân truyền đến cảm thấy đau đớn, hắn không khỏi đau kêu lên một tiếng, tần mục rút ra trường kiếm cấm vào chân gãy của hắn, lẩm bẩm nói, rất đau, không phải nằm mơ, chẳng lẽ chúng ta trải qua một lần lịch sử hồi quan sao, chúng ta đang ở trong lịch sử hồi quang phản chiếu. Người thiếu nữ trước mặt hắn kia thoáng nhìn hắn chọc một kiếm vào thiếu niên gãy chân ở dưới cái dương, không nhịn được có chút bất mãn cả giận con người ngươi thế nào lại khi dễ người tàn tật bộ dạng đẹp trai có tác dụng gì lòng lang dạ sói dứt lời nàng lại muốn rời đi tần mục vội vàng nói tỉ tỉ tốt chờ một chút thiếu nữ kia nghe được giọng nói của hắn trong lòng không đành lòng từ chối hắn ngừng lại nàng đã thấy người thiếu niên kia đi tới trước sau đó giơ hai tay ra nâng gương mặt của nàng lên thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng nhăn nhó nói ngươi làm cái gì chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt sao có thể vô cùng thân thiết như vậy, hơn nữa người vẫn rất cổ quái, dẫn theo một cái dương cổ quái, còn có một con heo lớn, còn khi dễ người tàn tật, phụ thân ta và Kata sẽ không thích người, phụ thân ta rất lợi hại, Kata cũng rất lợi hại, sẽ đánh chết người, người không nên như vậy, tần mục ngây ra như phóng, trong đầu ầm ầm, giống như sấm sét đánh xuống đỉnh đầu, là thật, ngươi là người sống sờ sờ, có máu có thịt, đây không phải là lịch sử hồi quang, chúng ta thật sự trở lại quá khứ, trở lại thời đại thượng hoàng. Lẽ nào, thật sự có thể xuyên qua thời không? Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lịch sử hồi quang? Cái gì quá khứ? Cái gì là xuyên qua thời không? Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi về phía bên này. Người thanh niên kia kinh ngạc nói, cử nhi, vị này chính là, thiếu nữ kia đỏ mặt, khẽ nói, ca, ta nghĩ ta đã có người thích, ban công thố từ dưới đáy dương bò ra ngoài, đang định dụ dỗ long kỳ lân liếm vết thương ở cái chân gãy của mình nghe nói như thế giống như bị xét đánh hắn phì một cái thầm nghĩ cái này thích gì bộ dạng dễ nhìn là giỏi lắm sao còn không phải là nhìn được lại không dùng được tần mục mất hồn mất vía người thanh niên kia nhìn hình dáng hắn hoang mang lo sợ không nhịn được lắc đầu hình nhìn về phía thiếu nữ được gọi là cừ nhi kia khẽ nói người này nhìn không có thần thái gì trên đời này thanh niên tài tuấn nhiều như vậy nàng cần gì thích hắn bên cạnh nữ tử cười nói muội muội không cần nghe ca ca muội hắn rất thích giới thiệu cho muội kẻ gọi là trẻ tuổi tài tuấn mới không quan tâm muội thích chính là ai đúng rồi các muội quen nhau đã bao lâu thiếu nữ kia cúi đầu ngượng ngập nói mới vừa quen nữ tử kia nâng ống tay áo che miệng cũng nói không ra lời mới vừa quen muội lại thích người thanh niên kia tức giận cười ngược trừng mắt với tần mục quát nữ nhi bạch gia ta thích phải là hào kiệt đương thời ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng đôi với muội muội ta sao khi thế của hắn bạo phát quả nhiên là kinh thiên động địa phía sau có ánh sáng vạn trượng một nguyên thần đầu rồng thân người đuôi rồng từ trong ánh sáng chậm rãi đứng lên tản ra từng khí thế hút đi tâm hồn người khác ban công thố há hốc mồm giật mình nhìn nguyên thần của hắn thất thanh nói nguyên thần chân long không đúng không phải là nguyên thần thanh long sao hắn không phải bốn linh thể lớn làm sao có thể tần mục cũng tỉnh táo lại nhìn nguyên thần của người thanh niên này trong lòng thoáng chấn động thầm nghĩ quả nhiên thế gian này không phải chỉ có bốn linh thể lớn còn có linh thể khác người thanh niên kia đưa tay lại trộm về phía tần mục tay biến thành long trào năm ngón tay chấn động lôi âm đã chấn động quát tới đây để cho ta thử xem ngươi sâu cạn thế nào một trò này của hắn vừa động lớp ra trên thân thể biến hóa bên ngoài thân hiện ra phù văn hoa văn các màu theo một đòn này bán ra không ngờ dấu giếm trên dưới 100 loại thần thông biến hóa dấu thần thông ở trong năm ngón tay di chuyển thuộc về thần thông thân thể cực kỳ đỉnh phong tần mục vội vàng lui về phía sau tránh một đòn này năm ngón tay của người thanh niên kia nhẹ gõ không gian bên cạnh tần mục phát ra tiếng nổ lớn giống như sét đánh bắn hắn lên thật cao bay đến không trung người thanh niên kia thả người nhảy lên lao thẳng đến tần mục ban công thố ngẩng đầu nhìn lên trong lòng nghiêm lại họ bạch này là người của long tộc bằng không không có khả năng luyện thần thông thân thể long tộc tới mức thành thạo như vậy tuổi của hắn không lớn lắm không ngờ tu luyện đến cảnh giới thiên nhân thời đại thượng hoàng này mọi người mạnh mẽ như thế sao hắn dù sao cũng là lão quái vật sống vạn năm đã từng rời bến du lịch đã nhìn thấy cao thủ long tộc biết rõ long tộc cường đại nhưng còn trẻ như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới thiên nhân thực sự yếm thấy ca ca không nên đánh người ta bị thương thiếu nữ bạch cử nhi không khỏi sốt ruột vội vàng nói nữ tử bên cạnh kéo lấy nàng cười nói ca ca muội cũng vì muốn tốt cho muội muốn xem thử thiếu niên này có thể xứng đôi với muội hay không ca ca muội tán thành phụ thân lại sẽ không ngăn cản các muội bằng không phụ thân ra tay tiểu tình lang của muội không biết phải gãy mất bao nhiêu cái xương bạch cử nhi bừng tỉnh cười nói vẫn là tàu tàu thông minh, chỉ có điều, nàng lại hiện ra vẻ mặt u sầu, ca lợi hại như vậy, nếu chẳng may đánh người ta bị thương. Nữ tử kia cười nói, yên tâm, ca ca muội tu vi rất mạnh mẽ, cũng rất có chừng mực, tiểu tình lang của muội là tu vi gì, hắn lại sẽ vận dụng bấy nhiêu tu vi, sẽ không đả thương đến tiểu tình lang của muội đâu, không chung. Tần mục hối hả ngược xuôi nhưng người thanh niên kia thực lực thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ trường chấn động, thần thông thân thể bạo phát ra uy năng so với pháp thuật thần thông còn mạnh hơn khoảng cách công kích có thể đạt tới trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp ép hắn không thể không mở ra từng tầng thần tàng. ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn liên tục vang lên ba tiếng, người thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, cảnh giới lục hợp, tu vi của ngươi quá yếu, cũng được, ta lấy cảnh giới lục hợp cùng ngươi tranh đấu, nhìn tư chất ngộ tính của ngươi thế nào. Hắn dứt khoát phong ấn thiên nhân thần tàng, thất tinh thần tàng, nguyên thần phía sau nhất thời biến mất, mặc dù như thế, chiến lược của hắn vẫn khiến cho người ta trốn mắt, chỉ trưởng luôn thay đổi công kích về phía tần mục ban công thố ngừng đầu nhìn lên trong lòng rét lạnh cái này thanh niên bạch ra thiên phú thật là cao thần thông thân thể của hắn ở trên ta cùng cảnh giới đánh một trận ta không thể thắng chỉ có điều họ tần bại hoại không phải là cảnh giới thất tinh sao hắn vừa nghĩ tới đây giữa không trung có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến người thanh niên họ bạch kia giống như lưu tinh bị tần mục đánh bay ra ngoài ở trên không trung của thành trì đèn hoa huy hoàng lướt qua một đạo lưu quang hai nữ hải phía dưới dại ra Ban công thố lại là bộ dạng đương nhiên, phẫn nộ nói, họ tần bại hoại là cảnh giới thất tinh, ta cũng là cảnh giới thất tinh, cưng sán đỡ một quyền của hắn cũng sẽ gãy xương đứt gân, hơn nữa người lại sử dụng cảnh giới lục hợp đón đánh, cái này thảm tới mức nào, người thanh niên họ bạch kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, cả giận nói, cảnh giới lục hợp không có khả năng nắm giữ pháp lực cường đại như vậy, thân thể cường đại như vậy, người nhất định là cảnh giới thất tinh, ta lấy cảnh giới thất tinh đánh với người một trận, ầm ầm người thanh niên họ bạch kia lại một lần nữa bay ngược đi. một vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên lầu cao tầng lấy tay nâng hắn dậy, cười nói: thanh phủ thiếu thành chủ lại bị đánh trở về. gặp phải đối thủ sao? người thanh niên họ bạch kia tên bạch thanh phủ tức giận cười ngược. từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, lao về phía tần mục. quát pháp lực hùng hồn coi là cái gì? xem thần thông của ta. hắn một đường chạy vội, quyền pháp thay đổi liên tục. mạn thiên long chảo điên cuồng công kích về phía tần mục. cuồng phong sấm sét hung bạo đập vào mặt, thổi tới tần mục quần áo phân phật. Tần mục nhất thời cảm giác được khí tế hung dữ tuyệt thế nhào về phía mình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, phát động phách thể tam đan công, mắt sáng như tuyết, trong lòng không khỏi hưng phấn. Thời đại thượng hoàng có đạo pháp thần thông so với hậu thế thế nào, mà nay vừa vặn có thể thấy được, cửu long ngựa phong lôi, hai người ầm ầm va chạm, giữa không trung nhất thời có gợn sóng tràn ngập, khí lưu hình rồng tản ra mọi nơi, ngang, trong lúc bất chợt bốn phương tám hướng có vô số kình lực hình con rồng bạo phát, vạn rồng gào thét từng kình lực hình con rồng ở trên không trung tán loạn khắp nơi chém lẫn nhau giết hai người ở trên không trung đạp rồng lao đi lướt qua từng vị thần chỉ khổng lồ trong thành những thần kia chỉ toàn thân có thần quang sông tiêu cười nhìn hai người tranh đấu tán thưởng không dừng trong thành phía dưới vô số người đi đường dừng bước lại ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng có không ít người bay lên trên không trung tới gần quan sát một vị thần chỉ cười nói các người xuống đi không nên quấy nhiễu đến bọn họ ta tới giúp các người chiếu lại cho các người thấy rõ một ít dứt lời hai mắt thần phóng ra ánh sáng cường đại hai cột ánh sáng cực lớn soi sáng ở trên người tần mục cùng bạch thanh phủ đột nhiên một vị thần nhân đi tới uy nghiêm không tầm thường bạch thành chủ rất nhiều thần chỉ đều chào vị thần nhân này xua tay nhìn về phía tần mục kinh ngạc nói thiếu niên này rất xuất sắc chính là sử dụng thủ đoạn của phật môn chỉ có điều pháp lực của hán thế nào lại hùng hậu như vậy hơn nữa trong công pháp hình như còn có khí tức của long tộc ta cổ quái thực sự cổ quái bạch thanh phủ đánh lâu không giảm Triều Pháp không chiếm được nửa điểm tiện nghi, quát, linh binh giao phong, dứt lời, một đạo nguyên khí hình rồng bay ra, trong miệng nguyên khí có long châu quay tròn chuyển động, nhất thời vô số lợi kiếm từ trong long châu bay ra, phi kiếm như rồng, công kích về phía Tần Mục, Tần Mục vốn thu một phần pháp lực, ý định ban đầu của hắn là muốn xem thử đạo pháp thần thông của thời đại thượng hoàng thế nào, cho nên không thi triển ra toàn lực, chỉ có điều bạch thanh phủ rút long kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén khác thường, lại khiến hắn không khỏi không thi triển ra toàn lực. Kiếm pháp của hắn tuy rằng tinh diệu nhưng chỉ có 14 thức kiếm pháp cơ sở, không vượt ra ngoài ảo diệu của 14 thức kiếm pháp. Tần mục nhìn một cái, lại nhìn ra kiếm pháp hư thực của Bạch Thanh Phủ, hắn vỗ vào túi thao thiết, vòng kiếm bay ra. Tần mục nắm lấy vòng kiếm, bát thiên kiếm giống như cắt chảy từ trong gãy tay của hắn bay ra. Giữa không trung, kiếm pháp va chạm, Bạch Thanh Phủ kêu lên một tiếng rên rỉ, bản thân chúng trên dưới 100 kiếm, rơi xuống. Tần mục dựng thẳng một đầu ngón tay lên, vô số phi kiếm bay trở về lan can tập trung lại giữa không trung phía trên đầu ngón tay của hắn biến thành một vòng kiếm nhanh chóng chuyển động kiếm pháp tốt xung quanh truyền đến tiếng ủng hộ tần mục nhìn lại chỉ thấy ở đây đã tập trung trên dưới 100 vị thần chỉ bóng người cao lớn ở dưới bóng đêm tôn lên tạo thành ảnh ảnh lay động trong lòng tần mục nghiêm lại nhìn bốn phía xung quanh cúi chào một tiếng cười lớn truyền đến một vị nam tử trung niên dẫm lên trên không trung đi nhanh như dẫm trên đất bằng đã đi tới khi đi tới trước mặt tần mục tần mục chỉ có thể ngước mắt nhìn lên thực sự thiếu niên tài tuấn nam từ trung niên kia cười ha ha nói ngươi là đệ tử nhà ai bản lĩnh thực sự rất tốt tu luyện bản lĩnh giống như là long tộc ta tần mục tâm tư chấp động vội vàng nói tại hạ tần mục trong lúc vô ý đến chỗ này ta nhận được một hang rồng phía trên có chút văn tự của long tộc cho nên mới tu luyện công pháp của long tộc bạch thanh phủ phi thân tới thật lòng khen thực sự là bản lĩnh tốt cho dù ở thiên đình ngươi cũng có thể ở trong thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng tần lão đệ vị này chính là phụ thân ta bạch ngọc đình là thành chủ của tòa bách long thành này tần mục vội vàng chào đột nhiên trong bóng tối bên ngoài truyền đến tiếng chống trận sắc mặt bạch ngọc đình nghiêm trọng trầm giọng nói là âm thanh từ bắc lạc sư môn truyền đến ta mang ngoại vực xâm nhập lưu lại bốn người trấn thủ bốn tòa môn hộ những người khác theo ta đi nghênh đón kẻ địch hắn dẫn đầu các vị thần chỉ đi về phía xa tần mục hơi ngần ra bắc lạc sư môn xương thần được ta thức tỉnh lại kia không phải là thiên hộ của bắc lạc sư môn sao hắn nhìn về phía đám người bạch ngọc đình rời đi chỉ thấy trong bóng tối có vô số ngọn đèn sáng từ phía xa chuyển đến nối liền thành một đường nơi đó là bắc lạc sư môn xa xôi một tòa thần thành trên không từ sau khi trời tối bình thường có tà ma xâm nhập không cần để ý tới bạch thanh phủ nói tần lão đệ kiếm pháp còn cao hơn quyền pháp không biết có thể dạy ta một chút không tần mục cười nói ta cũng có chút văn tự của long tộc không giải thích được vẫn mong bạch huynh chỉ giáo bọn họ hạ xuống đất ban công thố nghe vậy sắc mặt thoáng đổi vội vàng nhìn về phía tần mục lắc đầu lo lắng truyền âm nói cẩn thận thay đổi lịch sử chúng ta lại không thể quay về tần mục mang theo cái dương đi theo đám người bạch thanh phủ bạch cử nhi tới phủ đệ của bách long thành hắn vẫn nghĩ tới lời ban công thố nói trong lòng lo sợ bất an ban công thố mặc dù là đối thủ một mất một còn của hắn nhưng mà dù sao cũng là lão yêu quái sống vạn năm kiến thức rộng rãi hắn có đạo lý nhất định vị trí thời kỳ của bọn họ hiện tại là trước ba bốn vạn năm thời kỳ cuối của thời kỳ thượng hoàng Thời kỳ thượng hoàng đã lung lay sắp đổ, bọn họ bởi vì không biết nguyên nhân vì ngồi cái dương của tinh ngạn đi tới nơi này, nếu như bọn họ ở thời đại này thay đổi chuyện gì phát sinh trong lịch sử, chẳng phải là lịch sử sẽ bị viết lại sao? Lịch sử bị viết lại, thời kỳ khai hoàng còn ở đó hay không? Duyên Khang còn ở đó hay không? Mối chốt nhất chính là, bọn họ còn ở đó hay không? Bất luận một cái thay đổi rất nhỏ nào cũng có thể tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất đối với hậu thế. Tần huynh, Ban huynh, các người không cần lo lắng, Bắc Lạc sư môn bảo vệ thiên đình thực lực cực kỳ cường đại, thực lực của thiên đình cũng kinh khủng đến cực điểm, còn có thượng hoàng tự mình tọa chấn, sẽ đảm nhiệm không có vấn đề gì. Bạch Thanh Phủ mời bọn họ ngồi vào chỗ, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, từng viên long châu lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng nơi này giống như ban ngày. Bạch Thanh Phủ thấy sắc mặt hắn có chút không tốt lắm, suy đoán hắn là lo lắng cho an nguy tiền tuyến. Trấn An nói, loại chiến tranh này, Bắc Lạc Sư Môn đã đánh qua rất nhiều lần, đánh không đến nơi này của chúng ta. Tà ma vực ngoại có lai lịch mặc dù rất lớn nhưng Bách Long thành ta cũng không phải dễ trêu chọc. Bắc Lạc Sư Môn còn mạnh hơn, là một trong bốn vị trí đóng quân trọng đại của thiên đình. Tần Mục nhớ tới những thi cốt thần ma Bắc Lạc Sư Môn bản thân mình gặp phải ở trong sa mạc màu vàng kim kia, bất an trong lòng càng lớn hơn. Những thần ma Bắc Lạc Sư Môn kia là chiến đấu thất bại, bỏ mình khi bảo vệ tổ địa. Ai biết trận chiến kia có thể chính là đại chiến đang phát sinh ở Bắc Lạc Sư Môn này hay không? Có lẽ, chúng ta ở trong lịch sử, bất kể làm cái gì cũng là điều tất nhiên của lịch sử tần mục đột nhiên thầm nghĩ cũng có lẽ ta hiện tại thân ở trong một nơi kỳ lạ của đại khư ta đã từng trải qua lịch sử hồi quang như vậy tất cả những thứ trước mắt này có phải là thời không hồi quang hay không thần thông truyền tống của đại tôn không có khả năng mạnh mẽ như vậy có thể đưa chúng ta đến mấy vạn năm trước có lẽ đây chỉ là thời không hồi quang do đại khư kỳ lạ hình thành thời không phản chiếu tương lai chiếu vào trên người chúng ta mà thôi đợi đến sau khi trời sáng tất cả những thứ này đều sẽ biến mất bất kể chúng ta làm qua cái gì cũng sẽ không thay đổi lịch sử cố định nghĩ tới đây hắn có chút thản nhiên bỏ xuống gánh nặng trong lòng cùng huynh muội bạch thanh phủ chuyện trò vui vẻ giao lưu kiếm pháp hai huynh muội khiếp sợ không thôi bạch thanh phủ thất thanh nói sau 14 bốn thức kiếm pháp cơ sở lại còn có bốn chiêu kiếm pháp cơ sở đây là kiếm pháp do ai khai sáng lại có thể tài tình như thế tần mục do dự thoáng cái nói rõ sự thật khai sáng ra kiếm thức 15, kiếm thức 16, kiếm thức 17 là một vị thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần hắn có tài hoa cao tuyệt Khiến cho ta cũng không phục không ngớt. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Bạch cứ nhi buồn bực. Nói. Mục ca ca. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Câu nói này chẳng lẽ có điển cố gì. Tần mục đối với cái này cũng biết không nhiều. Cười nói. Nghe nói thế gian này cứ cách 500 năm liền có một vị kỳ tài thiên tư hơn người xuất thế. Lập giáo lập ngôn lập công. Tam lập thành thánh nên được xưng thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Cụ thể loại thuyết pháp này từ đâu mà đến. Ta cũng không biết. Thì ra là thế hai huynh muội giật mình phu nhân của bạch thanh phủ cười nói bách long thành của phu thân ta là thành nhỏ ở bên trong thần thành không có xếp hạng gì không biết còn có loại thuyết pháp này tần lão đệ nhất định là người ở địa phương lớn tới biết được rất nhiều điều trong lòng bạch cứ nhi lo sợ thấp giọng nói tổ tử hắn có thể hay không ghét bảo ta là người của địa phương nhỏ hay không bạch thanh phủ phu nhân cười nhẹ nói bách long thành mặc dù là địa phương nhỏ nhưng muội là tổ công chúa của bạch gia địa vị cũng đủ cao không cần lo lắng lại nói tình đầu ý hợp môn đăng hộ đối gì đó đều không quan trọng bạch cử nhi lúc này mới an tâm bạch thanh phủ hiếu kỳ nói bà thức kiếm pháp tần lão đệ mới vừa nói lúc trước là do thánh nhân khai sáng như vậy 18 tám thức kiếm phái này lại là người nào sáng tạo sắc mặt tần mục đỏ lên nói 18 tám thức kiếm pháp là ta trong lúc vô tình khai sáng ra tới trong lòng mọi người đại chấn cho dù là sắc mặt ban công thố xám ngoét cũng khiếp sợ không thôi trong lòng đã ghen ghét lại vừa bái phục họ tần quả như lợi hại có thể khai sáng ra kiếm thức cơ sở thay đổi đạo pháp thiên địa chết chắc chết chắc tiểu tử này to gan lớn mật truyền kiếm pháp hậu thế cho tiền nhân thay đổi lịch sử chúng ta đều sẽ biến mất tần mục cùng mọi người chuyện trò vui vẻ lại lấy ra chuyện xào huyện trân long mời bạch thanh phủ cùng bạch cử nhi đi vào xào huyệt trân long xin bạch thanh phủ huynh muội giúp mình giải mã văn tự hình vẽ phía trên hắn mặc dù đã giải ra không ít văn tự long tộc bên trên xào huyệt chân long nhưng mà vẫn có rất nhiều long văn không cách nào giải ra mà huynh muội bạch thanh phủ lại là long tộc lúc bạch thanh phủ cùng hắn giao thủ vận dụng là thần thông chân long hiển nhiên hai huynh muội bọn họ có huyết mạch cực cao đây là long mạch chủ của chân long hai huynh muội đi vào trong xào huyệt chân long trong lòng khiếp sợ không thôi bạch thanh phủ nói đáng tiếc chủ chân long này đã bị người luyện chế thành bảo nếu không hấp thu lực lượng của long mạch khác là sẽ trở thành chân long vương chủ chân long cũng bị người luyện thành ngọc bội quả thực đáng tiếc bạch cử nhi cũng nói xong lại thấy đáng tiếc nói thiên đình long tổ chính là long mạch chủ chân long sinh ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ là một trong mấy cự phách có hạn bên trong thiên đình thực lực mạnh trong thiên hạ ít có cho dù là thượng hoàng đối với hắn cũng lại kính ba phần đây không phải là bảo vật tần mục có khả năng luyện chế bạch thanh phủ cùng bạch cử nhi cũng không có suy nghĩ nhiều hai huynh muội giúp hắn sửa sang lại văn tự bên trong long mạch bạch thanh phủ hương phấn không hiểu nổi tần lão đệ huynh muội chúng ta cũng coi như được lợi ích từ người nói đến vẫn là bạch gia ta chiếm tiện nghi lớn của ngươi chúng ta học kiếm pháp của ngươi lại từ trong xào huyệt này chân long của ngươi học được long ngữ của chủ chân long đối với ngươi mà nói ngươi học được long ngữ tăng lên không lớn nhưng mà đối với chúng ta tới nói thu hoạch lại không phải chuyện đùa hắn thực sự là nói thật tần mục dù sao không phải long tộc tu luyện công pháp chủ chân long dù sao không nhanh bằng long tộc bọn họ tần mục mời bọn họ đi vào xào huyệt chân long phá giải long ngữ phía trên bọn họ lấy được lợi ích còn muốn vượt qua tần mục bạch cử nhi cũng hưng phấn không thôi vui vẻ nói hắn nếu như cầm long ngữ của xào huyệt chân long làm xính lễ cha ta nhất định sẽ mở cờ trong bụng, cả ta cho hắn, cũng không biết hắn có thành thân hay không, chẳng qua cũng không có vấn đề gì. Bạch Thanh phủ cùng Bạch Cử Nhi giải ra long ngữ bên trong xào huyệt của chân long, truyền thụ cho tần mục, chỉ có điều vẫn có chút văn tự bọn họ cũng không cách nào hiểu được. Nếu như cha ở đây thì tốt, huyết thống của hắn cao hơn một chút, nhất định có thể hoàn toàn giải ra những long ngữ này. Ánh mắt Bạch Cử Nhi chớp động, điềm nhiên hỏi. Mục ca ca ở lại Bách Long Thành lâu thêm mấy ngày, chờ đến cha ta trở về, tần mục gật đầu trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn hai huynh muội bọn họ đã giúp hắn giải ra rất nhiều ảo diệu của long ngữ long ngữ bên trong xào huyệt của chân long chỉ còn lại có một phần chưa giải được công pháp chủ chân long lại bị ba người bọn họ thôi diễn ra một khoảng cách lớn cường hãn hơn bạch thanh phủ thử phát động công pháp chân long chỉ cảm thấy tu vi đang nhanh chóng tăng lên cơ sở cũng đang không ngừng trở nên vững chắc bù đắp những phần không đủ trước đó hắn không khỏi vui vẻ nói tần lão đệ nếu như ta tu luyện chính là công pháp bên trong xào huyệt chân long ở cùng cảnh giới ngươi chưa hẳn có thể vượt qua ta ba người bọn họ đi ra khỏi xào huyệt chân long tần mục thu xào huyệt chân long vào bên trong túi thao thiết đắc đầu cười nói bạch huynh cho dù tu luyện công pháp chủ chân long cũng chưa chắc có thể vượt qua ta ta là bá thể cùng cảnh giới hiếm có địch thủ bạch cứ nhi trợn mắt lên bạch thanh phủ cũng là một mặt mờ mịt bá thể tần lão đệ cái gì gọi là bá thể bạch thanh phủ khiêm tốn thỉnh giáo nói ta từ trước tới nay chỉ hoạt động ở xung quanh vách long thành lúc trước đi qua thiên đình mấy lần nhưng mà chỉ nghe những chân thần tiền bối kia truyền đạo, biết được không nhiều chuyện, đối với bá thể này hoàn toàn không biết gì cả. Tần lão đệ nhất định là du lịch cực lớn, biết rất nhiều, xin mời tần lão đệ chỉ giáo. Tần mục đang muốn giải thích, đột nhiên chỉ nghe cười to một tiếng truyền đến. Thành phủ, khách quý tới bạch gia các ngươi cũng không gọi chúng ta một tiếng. Thành phủ, ta nhìn thấy ngươi bị đánh, ai bảo ngươi ngày bình thường đắc ý, hiện tại ở ngay trước toàn thành bị đánh vào mặt đi. Tần mục theo tiếng nói nhìn lại, lại thấy rất nhiều người trẻ tuổi đi tới, có nam có nữ, tất cả đều là tinh thần phấn chấn, anh Tuấn bất phàm. Bạch Thanh Phủ vội vàng nói, bọn họ là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Bách Long thành ta, đều đến chê cười ta, tần lão đệ, ta giới thiệu với các ngươi một phen, hắn giới thiệu mọi người, lại giới thiệu tần mục cho mọi người. Nói đến 18 kiếm thức do tần mục khai sáng, lại nhắc tới tần mục là bá thể, mọi người khiếp sợ không thôi. Một vị thiếu niên đứng dậy, chiến ý hừng hực, lớn tiếng nói, tần bá thể, Ngươi nói bá thể của ngươi lợi hại như vậy, thật có thể chấn áp, không người địch thủ trong cùng thế hệ. Ta cũng không tin, mời chỉ giáo. Tần mục vươn người đứng dậy, cười nói, ta cũng đang muốn cùng các vị giao lưu một phen. Thiếu niên kia dung thân hóa thành đầu chim thân người, lưng có hai cánh, lao thẳng lên bầu trời, cánh màu vàng kim tung bay. Tần mục bay lên trời, hai người ở trên không trung giao chiến. Mọi người quan sát, nhìn đến hoa mắt chóng mặt, âm thanh ủng hộ liên tục vang lên. Chẳng qua một lát, kiếm pháp của thiếu niên kia bị phá ngã xuống, ta tới tới gặp tần bá thể, lại có một thiếu nữ ngứa nghề khó nhịn cũng xông qua, nàng cũng là long tộc, đi theo con đường cương mãnh bá đạo, tình luyện pháp thuật thần thông của long tộc, thần thông trong bàn tay bộc phát, uy lực kinh người, tần mục phát động đại dục thiên ma kinh, một chiêu đại là thiên tinh trưởng lực, lập tức có sao bay đầy trời hơn 300 loại thần thông cùng lúc bạo phát, đánh cho thiếu nữ này rơi xuống, thật là thần thông tốt, phía dưới truyền đến tiếng than thở, lại có một vị nam tử thanh niên xông lên giữa không trung, chẳng qua xung đột mấy hiệp liền bị tần mục một, một đao chém xuống mọi người nhao nhao tiến lên nhưng từng người đều bị thua bạch cư nhi hưng phấn không hiểu thấp giọng nói tổ tử thì cảm thấy hắn thế nào xuất sắc quá xuất sắc phu nhân của bạch thanh phủ lộ ra nụ cười khổ thấp giọng nói ta hiện tại có chút lo lắng cho muội bạch cư nhi cũng sầu não có chút lo lắng tần bá thể không hổ danh là bá thể bạch thanh phủ cười ha ha mời tần mục lần nữa ngồi vào bàn tiệc hắn nhìn chung quanh một vong cao giọng nói các ngươi cảm thấy Tần lão đệ có thể đánh lên Thiên Đình, giáo huấn một chút những tài tuấn Thiên Đình mũi hướng lên trời kia không?" Mọi người cùng kêu lên cười nói, "Có thể." Một thiếu nữ cười nói, "Ta cảm thấy công pháp thần thông của Tần huynh đệ quả thực vượt qua một thời đại, quả thực là suy nghĩ kỳ diệu, khiến người ta tỉnh ngộ, dường như có thể từ bên trong đạo pháp thần thông Tần lão đệ khai sáng ra vô số khả năng, diễn biến đạo pháp thần thông của thời kỳ thượng hoàng chúng ta đến cực hạn." Những người khác nhau nhau gật đầu, cười nói, "Chúng ta cũng có loại cảm giác này." Bạch Thanh Phủ đề nghị, tần lão đệ, chờ đến khi lần này chiến dịch Bắc Lạc Sư Môn kết thúc, chúng ta cùng đi thiên đình, lật đổ những tên mũi vành lên trời kia. Mọi người nói, được không? Được, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube Di các phim, mọi người tiếng cười ngút trời, tần mục cũng cười ha ha, cùng bọn hắn giao lưu thần thông đạo Pháp, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ bản thân sẽ thay đổi lịch sử. Trong một góc của bữa tiệc rượu, ban công thố mặt xám như cho, lít nhìn long kỳ lân đã ăn uống no đủ lại ngủ hắn nhìn cái dương có bốn chân núp trong bóng tối, thầm nghĩ, thế này sao lại là thay đổi lịch sử, đây rõ ràng là chọc thùng lịch sử ra mười mấy cây lỗ thùng lớn, chúng ta chết rồi, chết chắc, trở về không được, thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp biến mất, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, 18 kiếm thức đều bị tên khốn này truyền ra ngoài, đây là muốn nghiêng trời lệch đất, họ tần khốn nạn, lão tử bị người hại chết, trên yến tiệc, mọi người cười cười nói nói, uống đến say mềm, ngã trái ngã phải, bạch cứ nhi đánh bạo, lôi kéo tần mục đi khiêu vũ vẻ mặt tần mục đỏ lên không cách nào tránh thoát đành phải cùng nàng nghề một khúc mọi người cười ha ha nhưng vào lúc này đột nhiên từ nơi xa chuyển đến tiếng nổ giống như là trời sập tiếng động kinh thiên động địa chấn động bóng tối và sóng khí ầm ầm va chạm vào bách long thành cả tòa thành trì đang chấn động kịch liệt trên yến tiệc mọi người cũng bị va chạm đến thất điên bắt đảo lần này trùng kích mãnh liệt phòng cũng sập cung điện phía sau bọn họ có đỉnh mái hiên bị hắt bay toàn bộ bắn về phía sau cùng đỉnh mái hiên bay ra còn có toàn bộ mọi thứ trong yến hội những cái đĩa bát rượu ngọc kỳ toàn bộ bị sóng khí khủng bố cuốn lên trên trời vu một cây đại thụ bị chặn ngang vẻ gãy xoay tròn cuốn bay trên không trung tiếp lấy bên ngoài phủ mấy người bị gió lốc thổi bay lên hoa tay múa chân trong lúc vội vàng ôm lấy cây đại thụ lập tức bị một dao động khác càng thêm khủng bố cuốn bay đi không còn thấy bóng dáng tăng hơi đám người tần mục dù sao cũng có tu vi không tầm thường từng người ổn định thân hình bạch thanh phủ đưa tay từng viên long châu nổi bồng bềnh giữa không trung lớn tiếng quát đỉnh. trên bầu trời bạch phủ từng người và vật bị thổi bay trên không trung đều bị dừng lại nhưng mà từng căn nhà và cây cối ở bên ngoài phủ bị nhổ tận gốc bay vọt về phía bên này lập tức ép tới bạch thanh phủ không chịu nổi gương mặt bạch thanh phủ đỏ lên đột nhiên rậm chân nguyên thần chân long hiện lên sau lưng khiến rất nhiều long châu có hào quang tỏa sáng nhưng vẫn chịu không được áp lực thanh phủ một vị phu nhân ôm hài tử dẫn đầu rất nhiều cao thủ của bạch phủ vội vàng đi tới mọi người đều phát động long châu áp lực của bạch thanh phủ lập tức chợt nhẹ hắn vội vàng nói mẹ các vị thúc bá thẩm nương còn có thúc công mọi người làm sao đều tới đây ta nhận được tin tức bắc lạc sư môn đã bị công phá phu nhân kia nhanh chóng nói công kích tới là đội ngũ ma đầu tiền trạm của vực ngoại bách long thành không giữ được các con lập tức rời khỏi thành đi tới thiên đình nơi này có thế hệ trước chúng ta trấn giữ các con theo dân chúng trong thành đi trước chúng ta sẽ chạy tới sau những thiếu niên thiếu nữ khác ngẩn ngơ vội vàng nói bắc lạc sư môn bị phá sao có thể như vậy được chúng ta phải nhanh chóng hồi phủ báo tin cho người lớn trong phủ không cần phu nhân kia cao giọng quát một tiếng khiến mọi người đang hốt hoảng yên tĩnh lại nàng nhét một nam hài tử vào trong lòng của bạch cử nhi lại kín đáo đưa một viên long châu cho nàng nghiêm nghị nói trường bối nhà các người đã biết không cần các người báo tin các người hiện tại lập tức ra khỏi thành đi thiên đình không cần thu thập đồ vật gì lập tức đi Long thần châu trong tay Cử Nhi có thể giúp đỡ bọn người ép nuôi bóng tối. Bạch Thanh Phủ cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng nhìn về phía Tần Mục, Tần Lão Đệ, người cũng theo chúng ta cùng đi. Trong lòng Tần Mục thoáng động, cái dương soạt cái đứng lên, ban công thố vội vàng nhảy đến trên cái dương. Long Kỳ Lân tinh thần phấn chấn, cũng nhảy đến trên cái dương. Bọn họ đi thẳng đến cửa sau, đợi đi tới cửa sau, đột nhiên chỉ nghe một tiếng động thật lớn rung trời vang lên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể khổng lồ của một vị thần chỉ bảo vệ cửa thành phía nam của bách long thành bay lên cao đập về phía bên này vị thần chỉ này bị đánh bay ra ngoài đồng thời một người khổng lồ đầu trâu thân người quấn xưởng xích xuất hiện ở bên ngoài cửa thành thân thể khổng lồ còn cao hơn so với thành lâu khẽ dịch chuyển xưởng xích cuối dây xích là một quả cầu sát còn lớn như núi cao đánh tới vị thần chỉ này tần mục dùng mình quả cầu sát màu đen đánh tới vị thần chỉ này tất nhiên sẽ rơi xuống đây làm gì con đường sống cho bọn họ đúng vào lúc này bên trong bạch phủ truyền đến tiếng rồng ngâm du dương phu nhân vừa rồi cùng rất nhiều cao thủ bạch phủ hiện ra chân thân hóa thành từng con rồng lớn bay lên trên trời nghênh đón quả cầu sắt công kích tới cùng lúc đó cao thủ của các phủ đệ khác bên trong bách long thành cũng xông ra toàn bộ lao về phía cửa thành nam bên ngoài tường thành phía nam từng người khổng lồ nửa người nửa thú cực kỳ vạm vỡ đang đánh vào tường thành tường thành cao lớn ầm ầm sụp đổ tiếp theo vô số tà ma vực đạo giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành rất nhanh bao phủ từng căn nhà cùng đại quân chống cự xung phong liều chết cùng một chỗ đi mau đám người tần mục bạch thanh phủ phóng tới cửa thành phía bắc cửa thành phía bắc sớm đã chật ních đám người chạy nạn cả cửa thành bị chen lấn tới mức nước chảy không lọt người chen người người đạp người căn bản là không có cách ra ngoài trên cổng thành vị thần chỉ thủ thành này dùng pháp lực hóa thành từng con bàn tay lớn chộp ra phía dưới la di chuyển đám người chen trúc ra ngoài hắn cao giọng nói đứng ở bên trong ánh sáng ngoài thành không nên đi ra khỏi ánh sáng đám người tần mục phi thân ra khỏi thành chỉ thấy đám người rơi ở ngoài thành có không ít người hét to lao vào trong bóng tối lập tức hóa thành từng bộ khô lâu xương cốt hoàn toàn không có vị thần chỉ này na di mấy vạn người còn có không biết bao nhiêu người đang vọt về phía cửa thành bắc kêu khóc không ngừng đại quân của thiên ma vực ngoại đã xông tới đây vị thần chỉ này cắn răng phi thân ra khỏi thành quát tất cả đều tập trung ở bên cạnh ta ta mang các ngươi đi thiên đình đuổi theo ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ở phía sau chống lại thiên ma ngoại vực sông tới. Còn những người ở trong thành đang sông về phía bọn họ, hắn cũng không cách nào chú ý đến được, chỉ có thể tạm thời bảo vệ những người này. Đám người tần mục rơi xuống đất, Bạch Thanh Phủ vội vàng dẫn người theo vị thần trì này lao vào trong bóng tối. Ban công thố cả giận nói, đều trở về, muốn sống, cũng không cần đi theo vị thần trì này. Bạch Thanh Phủ ngơ ngác, nhìn về phía người không có hai cái chân này. Bạch cười như một tay ôm hài tử, một tay giơ lòng trêu chiếu sáng, khó hiểu nói, vì cái gì không muốn đi theo đám bọn họ hải tử khóc tẩu tẩu của nàng đón lấy hải tử nhỏ giọng an ủi đây là nhi tử của bạch thanh phủ còn chưa dứt sữa tần mục trầm giọng nói vị thần chỉ này bảo hộ lấy mấy vạn người mục tiêu quá lớn khẳng định sẽ gặp phải công kích các vị chúng ta nghe hắn không có sai đại tôn là ta đã thấy người chạy trốn xuất sắc nhất bản lĩnh chạy trốn thiên hạ vô song đại tôn người có kinh nghiệm rất phong phú ngươi tới nói xem đi như thế nào ban công thố vội vàng hỏi bên nào là thiên đình Bạch Thanh Phủ đưa tay chỉ về phía tây của Bắc Lạc Sương Môn, ban công thố lập tức nói, chúng ta hướng đông phương đi, nhanh lên, vị thần chỉ này đã dẫn theo chạy nạn đám người biến mất trong bóng đêm, mà bên cạnh đám người tần mục có ánh sáng cũng tụ tập trên dưới 100 người chạy nạn, còn không ngừng có người bị ánh sáng thu hút, ban công thố hùng ác nói, đi mau, giết chết những kẻ gây trở ngại này, sao có thể giết người một nhà, mọi người giận dữ, Bạch Cử Nhi cũng ngừng lại, chuẩn bị dẫn theo càng nhiều người rời đi chán của ban công thố không ngừng có mồ hôi lạnh tuôn ra nghiêm nghị nói mọi người đều muốn chết ở chỗ này sao không muốn sống sao không nên mềm lòng nếu không một người cũng đừng hòng chạy thoát thiên ma ngoại vực sông tới cửa thành bắc lao vào trong đám người chạy nạn đại sát tứ phương bạch thanh phủ cán răng nói không cần những người khác chúng ta đi bọn họ vội vàng đi vào trong bóng tối cái dương cũng tản mát ra ánh sáng yếu ớt vốn hẳn sẽ khiến những người khác kinh ngạc nhưng bây giờ căn bản không có người nào có ý hỏi thăm những điều này phía sau thiên ma ngoại vực giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi không ngừng lao về phía bên này đám người bạch thanh phủ càn ở phía sau vừa đánh vừa lui dẫn theo những người này vướng víu tốc độ quá chậm ban công thố nghiến răng nghiến lợi hung ác dữ tợn nhìn xem dân chúng bách long thành ở bốn phía cười gần nói những dân đen này còn sống cũng là lãng phí không bằng đều giết hết chúng ta mới có thể chạy được tần giáo chủ ngươi cũng đồng ý ta đúng hay không tần mục nhìn về phía bạch cừ nhi trầm giọng nói cừ nhi nàng giao long thần châu cho những người này những người khác đi theo cái dương của ta ta dẫn các ngươi rời đi còn có cơ hội sống sót nếu không chúng ta thật sẽ bị những người dân này liên lụy bạch quỳnh nhi lắc đầu nói sao có thể vì tính mạng mình vứt bỏ dân chúng không để ý được bạch gia không có loại người này mục ca ca thượng hoàng thiên đình là vì bách tính mà lập ra các thần vì bách tính mà có tác dụng thượng hoàng nói qua mạng người lớn hơn trời giọng nói của nàng mặc dù rất nhẹ nhưng lại đinh tai nhức óc nếu như không thể bảo vệ dân chúng cần các thần làm gì thượng hoàng nói ở trước mặt mạng người các thần cũng phải đứng sang một bên trong lòng tần mục giật mình mạng người lớn hơn trời ban công thố cười giận dữ nói người không vì mình trời chu đất diệt mạng người lớn hơn trời ta thấy thượng hoàng đối mặt với loại sự tình này lời đầu tiên cũng là mình chạy trốn lại nói sao bạch cử nhi lắc đầu nói thượng hoàng không có khả năng làm như thế thiên ma ngoại vực phía sau vò tới càng lúc càng nhiều tần mục cũng từ phía trước lao tới phía sau đội ngũ ứng chiến những thiên ma ngoại vực kia che chở đội ngũ đi về phía đông. Tần mục rốt cuộc thấy rõ những thiên ma ngoại vực kia, giống như bọn hắn là người, cũng không có phân chia, trong lòng không khỏi buồn bực. Bọn họ cũng là nhân tộc, hai bên không có chút gì do dự, một bên gặp gỡ chính là sát chiều sắc bén nhất, liều chết tranh chấp. Tần mục bạo phát nguyên khí, phát động kiếm hoàn vọt tới đánh thiên ma ngoại vực. Bên trong kiếm hoàn có từng cái phi kiếm bay ra, đủ loại kiếm thức biến hóa khó lường, đánh giết nguyên một đám kẻ địch, giết những loạn thần tặc tử này. Những thiên ma ngoại vực kia cao giọng quát, kiến công lập nghiệp, sớm ngày quay về thiên đình. Hai bên huyết chiến, đám người Bạch Thanh phủ giết dường như không bao giờ hết, còn không ngừng có càng nhiều thiên ma ngoại vực vào tới, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đột nhiên có người bị đánh vào trong bóng tối, bị ma quái trong bóng tối cắn nuốt, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ xương. Tần mục đột nhiên lộ ra một sự bi thương, đó là nữ nhi đã cùng hắn giao đấu ở Bạch Phủ. Bọn họ vừa đánh vừa lui, rút cuộc chém chết thiên ma ngoại vực cuối cùng. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn có tiếng ma quái thì thầm ở trong bóng tối tần mục chữa thương cho mọi người bạch thanh phủ nhếch miệng cười nói tần lão đệ còn hiểu được y thuật thật là đa tài đa nghệ cánh tay trái của hắn bị chém đứt còn có thể cười được khiến cho người ta không phục không cần chữa thương cho ta tần mục đi tới bên cạnh thiếu niên chủ động khiêu chiến tần bá thể hắn người của thiếu niên kia bị thủng một cái lỗ lớn hơi thở mong manh ngẩng đầu cười nói ta cứu không được ta cảm giác được hồn phách của ta vỡ nát ta tham cũng muốn giết đối thủ nhưng chúng một đòn của hắn không cần mang theo thi thể của ta đi, ở lại chỗ này là được rồi, không cần liên lụy các ngươi. Tần mục kiểm tra cho hắn một phen, còn chưa kiểm tra xong xuôi, thiếu niên kia cũng đã không còn khí tức. Tần mục ngơ ngác, đứng dậy trị thương cho những người khác, đội ngũ tiếp tục đi tới. Một đêm này cực kỳ dài, trong bóng tối ở bốn phía xung quanh truyền đến tiếng chém giết, đó hẳn là những đội ngũ chạy nạn khác. Bọn họ còn gặp được kẻ đuổi giết trong bóng tối, giống như là đàn sói ở phía sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng công kích tới, người bên cạnh bọn họ càng lúc càng ít, ban công thố cũng không thể không xuất chiến cho dù là long kỳ lân cũng gia nhập chiến đấu tần mục băng bó kỵ cánh tay cụt của bạch thanh phủ bạch thanh phủ dùng cánh tay phải ôm nhi tử dỗ nhi tử chìm vào giấc ngủ sau đó giao nhi tử cho phu nhân của mình nói nhỏ đi về phía trước liền có một tòa dịch trạm bên trong dịch trạm thờ phụng thần chỉ thần nơi đó sẽ bảo hộ các ngươi tần lão đệ có thể cho ta sử dụng cái dương chứ đằng sau chuyển đến tiếng kêu giết đó là một đội kẻ đuổi giết khác sắp chạy tới nơi này tần mục nói ta đi cùng ngươi không cần bạch thanh phủ nhếch miệng cười sắc mặt nhẹ nhõm ngươi mới là cảnh giới lục hợp ta là cảnh giới thiên nhân ta có thể trở về ngươi trốn không được các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi chiếu cố tốt nhi tử hắn xoay người cái dương ở lại bên cạnh hắn tần mục ôm lấy hắn xoay người cùng đội ngũ tiến lên bạch cười nhi cùng tẩu tẩu của nàng quay đầu nhìn tới chỉ thấy bạch thanh phủ cùng cái dương biến mất trong bóng đêm qua không lâu cái dương chạy như điên đuổi kịp bọn họ trên cái dương đều là vết máu Bạch Thanh phủ phu nhân dỗ dành hài tử vừa tỉnh lại, hài tử lại ngủ thiếp đi. Tần huynh đệ, nơi này người còn có thể chiến đấu không nhiều lắm. Phu nhân của Bạch Thanh phủ giao hài tử đã ngủ cho Bạch Cừ Nhi, vuốt mái tóc của mình xuống, lộ ra nụ cười, còn cần có người đi ngăn cản truy binh, ta mượn cái dương của ngươi dùng một chút, khả năng không có cách nào trả lại cho ngươi. Bạch gia tẩu tử, chúng ta đi theo tẩu tử. Mấy thiếu niên thiếu nữ thiếu cánh tay gãy chân đứng dậy, Tần Mục gật đầu, lưu lại cái dương, Bạch Cừ Nhi mở miệng, nhưng không nói gì đội ngũ tiếp tục đi tới không lâu sau đó cái dương lại đuổi kịp bọn họ phía sau lại truyền tới tiếng la giết tần mục nhoèn miệng cười đứng ở trên cái dương cười nói long béo nào nào đến phiên chúng ta đại tôn người đi cùng bọn họ đúng là đau chứng ban công thố chống hai tay đi đến bên cạnh cái dương chửi bới nói lão tử đi cùng ngươi đến đây ngươi chết lão tử làm sao trở về lão tử đời này chưa bao giờ làm chuyện tốt coi như là phá lệ không cần bạch cử nhi nhìn bọn hắn khóc ra thành tiếng bạch cư nhi vẫn nâng cao long thần châu ôm hài tử của phu thê bạch thanh phủ xoay người dẫn theo đám người đi vào trong bóng tối long thần châu tản mát ra ánh sáng tĩnh mịch xua tan bóng tối bọn họ nhất định phải nhanh chóng chạy tới dịch trạm phía trước tìm kiếm thần chỉ nơi đó che chở bên cạnh cái dương thân thể long kỳ lân phấn chấn phát ra tiếng gào thét trầm thấp tần mục lấy ra nồi lớn ném cho ban công thố ban công thố nhìn một chút cái nồi lớn thiếu một cái chân lắc đầu nói nồi đồng nát uy lực bị hao tổn chỉ sợ không bảo vệ được chúng ta. Cũng may ta còn có những bảo vật khác. Hắn bỏ nồi lớn vào bên trong túi thao thiết của mình, lấy tới một cái hồ lô lớn, dùng dây treo hồ lô ở bên trên dây lưng, cười hắc hắc nói, tần giáo chủ, đây là linh binh đời thứ nhất của ta, gọi là bích huyết hồ lô, là bảo vật nổi danh của ta, rất lâu chưa từng vận dụng, ta một mực chờ mong mình có thể đột phá, cùng sở học vạn năm của bản thân hòa làm một thể, luyện lại bích huyết hồ lô của ta, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp thông suốt nhiều công pháp như vậy hắn vác hồ lô lên, hồ lô lớn cao hơn ba thước, ban công thố không có hai chân, cõng cái hồ lô lớn này có vẻ hơi dở dở ưng ưng. Đại tôn, không nghĩ tới ngươi cũng đã từng là người có hùng tâm tráng trí. Tần mục từ bên trong túi thao thiết lấy ra túi đao, đeo túi đao dây đeo, cõng lên người, hắn lại lấy ra hai cái dao mổ lợn cắm vào túi đao bên trong, nói, đáng tiếc, sau khi ngươi nhìn thấy bản thân không có cách nào thành thần, ngươi liền biến thái, đi lạc lối. Ban công thố nhìn túi thao thiết của hắn, gửi lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi vô vọng trở thành thần, ngươi sẽ không biến thái, túi thao thiết của ngươi là của ta, ta nhặt từ bên trong hoàng kim cung ra, tần mục lấy từ bên trong túi thao thiết ra một thanh chùy sắt lớn, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, chùy sắt lớn keng keng vang dội, đầu chùy không ngừng khuếch trương ra ngoài phạm vi tám thước, lấy cán chùy làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn, hắn ngừng phát động pháp lực, chùy sắt lớn không ngừng thu hẹp, khôi phục kích thước bình thường, tần mục cắm chùy sắt ở bên trong một cái dây lưng ra phía sau túi đao, cố định dán chắc hắn lại lấy ra một cây gậy trúc, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, liên tiếp phát ra hư ảnh, cũng cắm ở phía sau. Ban công thố kinh ngạc, nhìn thấy hắn lại từ bên trong túi thao thiết lấy ra bút mực nghiên giấy, nhét vào tay áo của bản thân. Còn có mấy cái cuộn tranh cũng bị hắn dùng túi đao phía sau cố định, không khỏi bật cười nói, tân đại giáo chủ, người đây là muốn lên đài hát kịch hay sao, phía sau lưng người cũng sắp bị cắm đầy. Tần mục lại lấy ra túi độc cùng kiếm hoàn, bên trong túi độc là các cái bình to to nhỏ nhỏ, kiếm hoàn thì phân giải ra, hóa thành tám ngàn cây kiếm hắn cho những thành phi kiếm ngâm qua độc nói lo trước khỏi họa năm đó ta mới vừa từ bên trong đại khư đi ra chính là mặc trang phục này mặc dù thoạt nhìn rất quê mùa nhưng lại thực dụng về sau ta có thân phận địa vị lúc này mới chẳng phải quê mùa nhưng nếu như liều mạng tranh đấu tất nhiên là càng quê mùa chiến lược càng cao ban công thố nghe vậy theo bản thân lấy từ bên trong túi thao thiết ra bảy mặt lá cờ cắm ở phía sau lại lấy ra một mặt gương đồng đằng sau tấm gương có cái tay cầm bị hắn bọc ở trên cánh tay trái, giống như là một mặt lá chắn hắn lại lấy tới một bộ phi đao, phi đao thành vòng, treo ở bên cạnh vạt áo trong, hai bên đều treo để áp, Tần Mục ngớ người ra, chỉ thấy Ban Công Thố lại lấy ra mấy cái hộp kiếm, dựng ở bên chân, còn có vũ khí, đao hoàn trên thảo nguyên thường dùng, chỉ có điều đao hoàn của Ban Công Thố không thể coi thường, chất lượng muốn vượt xa cường giả của Thảo Nguyên, hắn còn lấy ra thái cực bàn, còn có một bàn thờ Phật, bên trong bàn thờ Phật có một vị Phật đà nho nhỏ tiếp đó hắn lại lấy ra một cái cổ to dựng ở bên cạnh phía trên trải rộng phù văn ấn ký ánh sáng chấp hiện đại tôn của cải của ngươi thật đúng là kinh người tần mục khen ta cùng quốc sư cướp sạch hoàng kim cung của ngươi mấy lần ngươi lại còn có thể có nhiều trọng bảo như thế ban công thố cười lạnh nói ngươi sống vạn năm tích lũy đồ vật sẽ chỉ càng hơn ta ngươi đến mở mắt bên trong đồng tử của hắn có phật quang vùng trái mạnh phát động thiên nhãn của phật môn lập tức bên trong phật quang lại có đạo nhãn đạo môn tạo ra hóa thành hình vẽ âm dương thái cực đồ ban công thố nhìn lại vào bên trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lay động nhìn không rõ mở ra tần mục khẽ quát một tiếng phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp bên trong đồng tử của hắn có ánh sao hiện ra mặt trời hiện lên ở trong tinh hà lập tức từng tầng trận văn hiện lên người mù đã dung hợp cửu trọng thiên khai nhãn pháp vừa đệ nhất thần nhãn của tỷ thanh thần chỉ thời kỳ khai hoàng uy lực mạnh hơn thần thông càng lớn hơn chẳng qua loại thần nhãn này tiêu hao pháp lực đối phương càng nhiều hơn Tần mục hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cảnh tiêu thiên nhãn, cùng sở hữu tầng thứ năm, thường ngày vận dụng, hắn vẫn lấy đan tiêu thiên nhãn làm chủ, bóng tối phía trước quá nặng nề, đan tiêu thiên nhãn khó có thể nhìn ra quá xa, cho nên lần này hắn phát động là cảnh tiêu thiên nhãn, Long Kỳ Lân cũng trợn to mắt quan sát, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, nói, giáo chủ, ngươi thấy được cái gì, ban công thố cũng nhìn ra không xa lắm, có thể nhìn thấy trong bóng tối có hơn người bóng dáng đang đi về phía này, hắn nói, tần giáo chủ, chỉ có hơn 10 người đúng hay không? Ánh mắt tần mục nhìn thẳng vào bóng tối, gật đầu cười nói, chỉ có hơn 10 thần thông giả, yên tâm, ban công thố thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, lão tử còn tưởng rằng bản thân sẽ giống như phu thê bạch thanh phủ, vì một đống dân đen chết ở chỗ này, lão tử không có cao thượng như thế, xem ra đi theo tần giáo chủ chính là hồng phúc tề thiên, không chết được, long kỳ lân lên tiếng nở nụ cười, giáo chủ từ trước tới nay có thể gặp sự hóa lành, cái dương của tinh ngạn cũng mở ra đóng vào nắp dương, cười ra tiếng tần mục cũng lộ ra nụ cười đưa tay chỉ về phía trước cái dương chia năm xẻ bảy mở ra cái dương của tinh ngạn dùng nguyên liệu là da cùng xương thao thiết khung xương nối ra không gian của cái dương da của cái dương là dùng da của thao thiết che ở phía trên giờ phút này cái dương trải rộng ra lập tức ở bốn phía xung quanh hình thành không gian an toàn với phạm vi trăm trượng bọn họ đứng ở bên trong không gian an toàn này có thần quang của cái dương che chở bọn họ không cần lo lắng bóng tối xâm nhập ban công thố dọn xong đủ loại bảo vật của bản thân Long Kỳ Lân thì hoàng sợ nhìn giá trong dương trải rộng ra, phía trên có đủ loại cánh tay chân. Ban công thố thoáng nhìn thấy tần mục không chú ý, len lén lấy xuống hai cái chân nhét vào bên trong túi thao thiết của bản thân, cái chân độc của bản thân vẫn được hắn treo ở trên giá. Tần mục giả vờ như không có trông thấy, nhìn về phía trước, cảnh tiêu thiên nhãn của hắn nhìn soi mói, phía sau hơn 10 bóng dáng đi tới tính ra là hàng trăm thiên ma ngoại vực, một đội quân lớn, bọn họ bình tĩnh đứng ở nơi đó, dẫn đầu là một bóng người cao to, cưỡi dị thú khôi ngô, đang yên tĩnh nhìn chăm chú 10 thần thông giả xung phong lên. 10 thần thông giả này chỉ là thăm dò thực lực của bọn hắn, tần mục giữ lại những gì bản thân nhìn thấy ở trong lòng, hắn hít một hơi thật dài, kiếm hoàn theo tay áo trượt ra, lặng lẽ không một tiếng động lăn đi, tới sát mép của cái dương, chui vào bên trong bùn đất, kiếm hoàn ở bên dưới mặt đất phân dài, từng cái phi kiếm thật nhỏ kéo dài đến nơi xa, trải rộng phạm vi trăm trượng trong lòng đất, động thủ, tần mục quát lớn, hai cái dao mổ lợn ở sau lưng ra khỏi vỏ, hai đao nắm trong tay, nhưng vào lúc này hơn 10 vị thần thông giả vọt tới long kỳ lân há miệng gào thét trong miệng có chân hỏa hừng hực hóa thành một cột lửa đánh về phía trước cột lửa nổ tung 10 cái bóng dáng đan sen tránh đi cột lửa hướng thẳng vào long kỳ lân long kỳ lân quay đầu cột lửa quét ngang bốn phương tám hướng một người trong đó hai tay khẽ bóc xuống dưới mặt đất nhô lên thế nhưng bị cái dương đè xuống căn bản nhất không nổi mặt đất một người khác vận chuyển đao quang đao pháp kỹ càng vô cùng đao quang quay xung quanh cột lửa điên cuồng xoay tròn các đòn đánh này của long kỳ lân ra tần mục vung đao cùng người cầm đao kia lưng tựa lưng bước chân di chuyển vị thần thông giả kia cũng mạnh mẽ biết rơi vào bên trong cuộc chiến đấu cận chiến sống chết chỉ ở một cái chớp mắt nhìn ra là đao pháp cùng bộ pháp của hai bên hai người bọn họ như con quay nhanh chóng di chuyển xoay tròn đao quang trượt nổi lên trượt rơi xuống thắng bại đã phân đao pháp tốt đầu của người kia bay lên rơi vào trong bóng tối quay đầu tán thưởng một câu đầu của hắn bay ra nhìn thấy thi thể của mình đang ngã xuống mà tần mục thì bị một vị thần thông giả khác một trưởng đánh vào ngực nhưng thân thể giao long uốn quanh nguyên khí hóa thành giao long cuốn lấy cánh tay của đối thủ một bên khác hai cái đao nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng xoạt 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 vô số đạo đao quang chém xuống đối thủ thật sự là đao pháp tốt đầu của người kia lại tán thưởng một câu trước mắt là một vùng tam tối lại khó nhìn thấy đao tần mục bịch đầu của hắn rơi xuống đất lăn mấy tuần còn trợn mắt lên ý thức dần dần tiêu tán có thể chết ở phía dưới loại đao pháp này đa hoàn của ban công thố lơ lửng gần như đồng thời ra tay cùng tần mục đa hoàn đan sen vô số đao quang liên tục chém sát mặt đất đồng thời bên trong bích huyết hồ lô phía sau lưng hắn soạt một tiếng có thác máu bay lên trời cuốn lấy một thông giả đang tránh né đao quang chém về phía chân hắn chém thác máu cọ rửa bên trong thác nước có đủ loại côn trùng trong khoảnh khắc ăn đối thủ không còn một mảnh tiếng va chạm đinh 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 truyền đến một vị thần thông giả khác đạp đao mà đi hắn đạp rơi từng cái đao tiến sâu tới bên cạnh ban công thố giơ tay lên chính là thần lôi bạo phát xót nghiêng xuống như mưa ban công thố chịu lấy ngũ lôi oanh đỉnh giơ tay lên vùng lên ống tay áo vô số phi đao chút xuống khiến cái đầu quấn băng của người kia cắm đầy phi đao long kỳ lân gầm thét hiện ra chân thần 40 mươi trượng bay tới phản kích đập chết đối thủ sau một lúc lâu tần mục chém giết kẻ địch cuối cùng đá thi thể ra ngoài phun ra một ngụm máu tu vi cảnh giới của những thần thông giả này cũng rất cao phần lớn là cảnh giới lục hợp thất tinh cũng có một cao thủ cảnh giới thiên nhân bị Long Kỳ Lân cuốn lấy, một thân nguyên thần mạnh mẽ, suýt nữa bị Long Kỳ Lân nâng lên thả vào trong bóng tối, vẫn là ba người tần mục cùng ban công thố hợp lực, mới ở trong không gian trăm trượng này đánh giết đối phương. Ban công thố cũng trúng mấy chiêu thần thông, mặt mày xám xịt, dứt khoát cũng không giấu giếm tần mục, lấy ra hai cái thần thoái đặt ở trên người mình. Tần mục làm như không thấy, cười nói, đại tôn nhanh lên, đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội, đối thủ, ban công thố cười nói, đối thủ không phải là bị chúng ta giết sạch sao hắn ngẩng đầu nhìn lại vào bên trong bóng tối một mảnh vô số bóng dáng tối đen đang từ trong bóng tối vọt tới hắn không khỏi ngớ ra vội vàng xoay người muốn chạy trốn chẳng qua bên ngoài chính là bóng tối hắn lại dừng bước lại không có đường sống ban công thố quay đầu khóc lớn nói tần giáo chủ không có đường sống lã tử bị người hại chết tần mục đứng ở trung tâm của không gian trăm trượng cắm hai thanh đại đao về túi đao bịch một tiếng bên cạnh rơi xuống một viên thái dương ngọc nhãn cất cao giọng nói người vượt quá giới hạn, chết, nói khoác không biết ngượng, một vị thần thông giả của thiên ma ngoại vừa cào thét vọt tới, đột nhiên một đạo kiếm quang bay ra, xung qua lồng ngực cấm vào trong đầu của hắn, vị thần thông giả này xông về trước già mấy chục bước, ngã nhào vào dưới chân tần mục, tần mục lộ ra nụ cười, đối mặt với mấy trăm vị thiên ma ngoại vực trong bóng tối, lập lại, người nào vượt quá giới hạn, chết, ta tới giết ngươi, một người khổng lồ cầm đại thuẫn trong tay tung người nhảy lên, đại thuẫn để qua dưới chân, chặn lại kiếm quang từ lòng đất tuôn ra đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa, thân hóa thành hình thái thần nhân mai dù quấn đại xà, Ẩm một tiếng rơi vào bên trong không gian của cái dương trải rộng ra, hắn một quyền đánh đến, đằng xà giống to, quấn quanh ở bên trên nắm đấm của hắn, bong bong, hai đạo đao quang quét ngang dựng đứng, hai đao đan sen, lập tức đao quang bỗng nhiên thu lại, người khổng lồ kia chia năm xẻ bảy, tần mục lao đi vết máu trên thanh đao, nhếch miệng cười một tiếng, người vượt quá giới hạn, chết hai người các ngươi và một con lợn chiếm cứ không gian trăm trượng cũng muốn chặn lại đại quân của ta sao bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim một đầu dị thú đi tới bên trên dị thú hắn là đầu lĩnh một đội quân tà ma ngoại vực này hắn kéo mặt nạ nhìn xuống tần mục cười lạnh nói điệm tình ngươi tu vi không yếu cũng có dũng khí cho các người chết được toàn thay tất cả tướng sĩ nghe lệnh san bằng bọn họ tất cả thần thông giả tà ma ngoại vực vọt tới nhấn chìm không gian trăm trượng này bên ngoài không gian trăm trượng tám ngàn cây kiếm phá đất lao lên hóa thành kiếm đồ thức thứ nhất kiếm lý sơn hà đưa tất cả những kẻ xông vào trong không gian trong trượng vào bên trong kiếm đồ mà vị đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng nguyên thần bay lên không trung pháp lực bộc phát cứ thế đánh văng ra tất cả phi kiếm phá vỡ kiếm lý sơn hà sắc mặt của ban công thố trắng bệch ngước nhìn nhân vật cường đại phá giải kiếm đồ dễ như trở bàn tay này trong lòng mất hết can đảm lẩm bẩm nói tướng lĩnh cảnh giới sinh tử cũng tới không có đường sống ta trốn không nổi có đường sống tần mục quát lớn một tia sáng bạo phát đâm về con mắt của vị tướng lĩnh này ánh sáng của thái dương ngọc nhãn khống chế vị tướng lĩnh này tại kiếm đồ trong chớp mắt ong một tiếng theo mi tâm của hắn xông vào xuyên qua tới gáy thần thông giả vò tới nhào về phía tần mục nhấn chìm hắn thái dương ngọc nhãn bị mấy chục đạo thần thông đánh bay lăn ra ngoài trong lòng ban công thố lại thiêu đốt lên hy vọng khuôn mặt giữ tợn sông về phía mấy trăm người nghênh đón giết giết long kỳ lân gào thét vẩy rồng nổ vang theo trên thân thể bay ra bành 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 không gian trăm trượng này đột nhiên nhanh chóng trồng chất hợp lại chứa hết mấy trăm vị thần thông giả tà mang ngoại vực tính cả ban công thố tần mục và long kỳ lân vào trong rừng trong bóng tối cái rừng tàn mát ra ánh sáng yếu ớt nhưng trong rừng lại là bóng tối vô cùng nồng đậm không có bất kỳ ánh sáng gì trong rừng không ngừng truyền đến từng tiếng công kích vang vọng trong rừng truyền đến tiếng chém giết khủng khiếp tiếng cắt qua máu thịt tiếng thần thông nổ vang trầm trầm máu tươi từ, từ góc dương không ngừng chảy ra qua thật lâu cái dương khôi phục lại yên tĩnh bịch một bàn đầy máu me tay đẩy cái dương ra một cái đầu nhô lên muốn lao ra thì lập tức cái đầu kia bị một cái gậy trúc đâm thủng gậy trúc theo mi tâm của hắn xuyên ra tiếp lấy rụt trở về cái dương phun thi thể này ra trong dương lại là một mảnh yên tĩnh sau một lúc lâu đột nhiên lại là từng tiếng động trầm cái dương mở ra từng cỗ thi thể bị ném ra ngoài tranh đấu trong hộp tối ai là người mù người đó thắng trong dương tần mục cầm gậy trúc đứng bốn phía toàn bộ là màu đen sư phụ của ta chính là một cái người mù trong dương lại an tĩnh lại tĩnh mịch tới cực điểm không nghe được bất kỳ âm thanh gì thậm chí liền tiếng hô hấp cũng nghe không được mà tần mục lại ở bên trong bóng tối hành động tự nhiên nhưng lại không có chút âm thanh nào một giọt mồ hôi rơi xuống nện ở trong vũng máu phát ra tiếng động rất nhỏ chủ nhân của giọt mồ hôi lập tức chuyển bước đột nhiên tim đau xót trái tim bị một cái gậy trúc đâm thùng tần mục từ phía sau lưng hắn rút gậy trúc ra lặng lẽ tiến lên đằng sau chuyển đến tiếng thi thể ngã xuống âm thanh này lập tức gây nên dung chuyển kịch liệt bốn phía có rất nhiều tà ma vực đạo nhau nhau ra tay bạo phát ra thần thông cùng linh binh sáng rực không ngừng đánh về phía âm thanh truyền tới khi thần thông cùng ánh sáng của linh binh tắt đi tần mục như quỷ mị lại chấp động ở bên trong cái dương lần này đến lượt thần thông giả khác mất mạng ở trong tay của hắn chờ đến ánh sáng biến mất hoàn toàn khôi phục bóng tối nguyên một đám thần thông giả lung la lung lay thi thể ngã nhào trên mặt đất bốn phía lần thứ hai yên bình trong phạm vi trăm trượng ở bên trong dương coi như không hề nhỏ, có kích thước khoảng 130, 140 mẫu đất, mấy trăm người phân bố ở bên trong không gian này tuyệt đối sẽ không chen chúc, dù là có quái vật khổng lồ như long kỳ lân nhưng mà đối với thần thông giả như bọn họ, không gian liền có vẻ nhỏ hẹp vô cùng, đối với bọn hắn, thần thông có thể chớp mắt đã tới, thậm chí uy lực thần thông mạnh mẽ có thể cuốn sạch tới mỗi một nơi hẻo lánh, thời điểm tần mục nhốt bọn hắn ở trong cái dương, mọi người hoảng hốt lo sợ lập tức ra tay đánh nhau nên vừa bắt đầu cái dương sẽ run rẩy dữ dội lung lay trong thời khắc tối tăm nhất hỗn loạn nhất tất cả mọi người vì tự vệ đều sẽ ra tay với bất luận thứ gì ở xung quanh số lượng cường giả bị chết ở trong tay người bên mình cũng không phải là số ít cục diện hỗn loạn này không duy trì liên tục được bao lâu có cường giả cảnh giới thiên nhân lập tức lên tiếng bảo mọi người không nên kinh hoàng vì cường giả cảnh giới thiên nhân đầu óc thông minh nhưng mà sau một khắc liền bị tần mục ám sát ngay sau đó lại hỗn loạn tưng bừng tần mục trong lúc hỗn loạn cầm gậy giết người cho dù là gặp được cường giả cảnh giới thiên nhân cũng khó thoát khỏi bị hắn chém giết gần người sau khi trận hỗn loạn ngừng lại có người có ý đồ mở ra cái dương để ánh sáng chiếu vào sau đó lại bị tần mục một trượng đâm chết trong lúc đó lại đã trải qua mấy trận tranh đấu liều mạng hiện tại người trong dương đều cảm thấy bất an áp chế nhịp tim đập của mình ngừng lại hô hấp của mình cho dù là vết thương trên người cũng bị bịt lại không cho máu tươi chảy ra miễn cho kinh động tần mục bọn họ thậm chí còn nhất định muốn nhắm mắt lại con mắt sẽ bán đứng vị trí của bọn họ ở trong bóng tối những thần thông giả bọn họ thường thường đều tu luyện thần thông đồng pháp con mắt sẽ phát ra ánh sáng đây không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất của tần mục tần mục giống như con rơi ở trong bóng tối xuất quỷ nhập thần bất kỳ tiếng vang gì cũng sẽ kinh động hắn dẫn tới sát cơ cái bóng tối này làm người ta hít thở không thông hắn giống như ma vương ẩn nấp tùy thời cướp đoạt tính mạng của bọn họ cái dương khép mở lại phun ra mấy cỗ thi thể ngay trong nháy mắt cái dương khép mở ánh sáng từ bên trên chiếu xuống, mọi người trong dương dùng mình, từng người di chuyển thân hình, không dám ở lại tại chỗ. Sau một lát hỗn loạn, lại truyền tới tiếng thần thông va chạm cùng thi thể ngã xuống đất, lại có mấy người chết trong lúc hỗn loạn, ta không chịu nổi. Một cái tà ma vực đạo rút cuộc chịu không được bầu không khí vô cùng kinh khủng, thần trí sụp đổ, đủ loại thần thông linh binh từ bốn phía tự nhiên oanh kích, lớn tiếng nói to, ai cũng đừng nghĩ tiếp cận ta, các ngươi chết, các ngươi đều chết, thần thông của hắn có uy lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua không gian trăm trượng linh binh cũng sắc bén dị thường quét tới bốn phương tám hướng khiến cho người nấp ở chỗ tối không thể không ngăn cản trong dương một hồi đại hỗn loạn bạo phát đâu đâu cũng có tiếng la giết đủ loại linh binh đủ loại thần thông hỗn loạn công kích qua thật lâu thần thông giả làm chuyện điên rồ kia thở hổn hển ngừng tay bốn phía không có bất kỳ âm thanh gì chỉ còn lại có tiếng thở dốc của hắn chết rồi thần thông giả làm chuyện điên rồ kia giật mình vừa mừng vừa sợ ha ha cười nói các ngươi đều đã chết, đều chết rồi, ta sống xuống, chỉ có ta còn sống. Phụt, một cái gậy trúc theo trong miệng hắn đâm vào, xuyên ra sau gái, cái dương mở ra, bốn mắt trải ra bên dưới, ánh sáng chiếu xuống. Vẫn là không gian trăm trượng nhưng mà trong không gian trăm trượng chỉ còn lại có tần mục cùng sắc mặt ban công thố trắng xám và long kỳ lân nằm ở trong góc du lầy bầy. Hắn co nhỏ lại thành kích thước ngắn hơn một trượng, trốn ở phía sau một đám giá đỡ, da dày thịt thô ngược lại cũng không ngại, chỉ là trên thân cắm đầy linh binh to to nhỏ nhỏ thậm chí trong đó còn có mấy thanh kiếm hiển nhiên là phi kiếm của tần mục trong hỗn loạn có không ít công kích rơi vào trên người hắn cái đầu hắn lớn mặc dù dùng hết khả năng thu nhỏ hình thể nhưng vẫn không khỏi chịu không ít công kích trên mặt đất đầu đâu cũng có thi thể ngổn ngang lộn xộn bộ dạng chết không giống nhau có rất nhiều người bị gậy trúc ám sát có rất nhiều người bị đao chém vào đầu có rất nhiều bị treo lên cao mấu đầu còn có mấy thần thông giả bị đâm thành con nhím còn có người bị kiếm hoàn ép tới xương cốt đứt gãy bị xào huyệt chân long ép tới thì nát xương tan chỉ có điều càng nhiều người là chết ở trong tay người bên phe bọn họ lúc đó tình hình thực sự quá hỗn loạn mọi người vì tự vệ không thể không tự giết lẫn nhau người chết ở trong tay của tần mục cùng ban công thố long kỳ lân ngược lại là số ít nhiều nhất chỉ có ba phần ban công thố xóa đi vết máu trên mặt trong lòng vẫn còn sợ hãi bên trong không gian tối tăm tần mục không chỉ một lần đụng vào hắn nếu không phải hắn thì triển ra tuyệt học hoàng kim cung bị tần mục phát giác được chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị tần mục tiêu diệt trong hỗn loạn hắn chịu rất nhiều vết thương cũng tiêu diệt không ít đối thủ nhưng mà nguy hiểm nhất vẫn là lần bị tần mục tới gần người suýt chút nữa lấy mạng của hắn ban công thố mặc dù tránh thoát một đòn tất sát của tần mục nhưng mà chỗ ngực bị gậy trúc đâm thủng một cái lỗ máu may mắn hắn tránh được vị trí trái tim chỗ cổ suýt chút nữa bị dao mổ lợn lướt qua động mạch cổ của hắn vặn một đường cong kinh người lúc này mới né qua một đau kia mặc dù về sau tần mục nhận ra thần thông của hắn liền không tiếp tục ra tay với hắn nhưng mà hắn luôn luôn hoài nghi thật ra tần mục đã sớm nhận ra hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này giết chết hắn đương nhiên hắn đồng thời không có chứng cứ giờ phút này cũng không dễ nhắc lại việc này trên thân của tần mục đâu đâu cũng có vết máu hắn khập khãnh lôi từng cỗ thi thể ra khỏi cái dương hắn cũng chịu rất nhiều thương thời điểm hỗn loạn bộc phát tình cảnh của hắn cũng nguy hiểm vô cùng suýt nữa chết ở trong thần thông cùng linh binh từ bốn phương tám hướng sông ngang công kích loạn ở trong đó thậm chí còn có mấy vị cường giả cảnh giới thiên nhân uy lực thần thông của bọn họ mạnh hơn lực công kích nguyên thần đáng sợ vô cùng nếu như một đòn đánh chúng cho dù là hắn phát động chân long bá thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vẫn bị rất nhiều thần thông cùng linh binh đánh chúng nếu không phải tà ma vực đạo kia đột nhiên làm chuyện điên rồ hắn cũng rất khó có thể làm người cười đến cuối cùng ban công thố cũng đi tới phía trước hai người cật lực khiêng từng cỗ thi thể đi ra ném vào trong bóng tối tất cả đều không nói chuyện qua không lâu tất cả thi thể đều bị bọn họ ném ra Tần Mục lưu lại những linh binh của tà ma vực đạo, thu nhập vào bên trong túi thao thiết của bản thân, lập tức thu hồi bình linh bản thân vứt ra trong lúc chém giết lẫn nhau, phụt phụt phụt, trên thân Long Kỳ Lân phun ra mấy dòng huyết quang, mấy thanh phi kiếm từ trên thân của Long Kỳ Lân bay ra, cùng kiếm hoàn của Tần Mục dung hợp, Long Kỳ Lân nhìn vết thương đang phun máu ra như rõ bão của bản thân, lại nhìn Tần Mục, nói to, giáo chủ, người đâm ta, ta không có, đừng nói mò, là ngộ thương, Tần Mục thề thốt phủ nhận ban công thố thoáng cái trần trừ thừa dịp thời điểm long kỳ lân liếm vết thương phát động đao hoàn mấy thanh đào từ trên mông long kỳ lân bắn ra cùng đao hoàn dung hợp long kỳ lân giận dữ đại tôn người cũng đâm ta ban công thố liên tục ho ra máu nhìn về phía tần mục tần mục giả vờ như không có trông thấy ban công thố lúng ta lúng túng nói ngộ thương nhất định là ngộ thương hắn thoáng trần trừ nói tần giáo chủ còn có long tiên không cho ta một chút ta cũng bị thương tần mục mở túi thao thiết ra lấy ra mấy bình long tiên ban công thố trần trừ không dám đi nhận gãi đầu một cái dùng long tiền chữa thương của tần giáo chủ ta đột nhiên có chút run rẩy thật không dám xác định bôi ở trong vết thương sẽ khiến thương thế khỏi hẳn hay là lại đột nhiên đầu phát thân vong có cần hay không tần mục mở long tiên ra bôi lên vết thương ban công thố nhìn về phía long kỳ lân long kỳ lân đang phát động kỳ lân hòa nung những linh binh trên người thành nước thép chảy xuống thoáng nhìn hắn mặt mà dạn mày dày đi tới long kỳ lân lập tức phát cáo cái mông quay về hướng hắn, lộ ra mấy chỗ vết thương thật sâu, cả giận nói, liếm vết thương trời rất vui sao, muốn để cho ta liếm miệng vết thương của ngươi sao, vậy ngươi liếm miệng vết thương của ta trước đã. Ban công thố mặt đen như than, thận trọng nói, ta là tới mượn chút long tiên, không phải muốn liếm, đáng thương cho cái, long kỳ lân vẫn là nhẹ dạ, không đành lòng, hừ một miệng lớn long tiên, chính ngươi liếm đi, ban công thố lấy ít long tiên, quét lên vết thương, mỗi người bọn họ điều trị thương thế, tần mục lại lấy tới một chút long tiên quét ở chỗ vết đao trên mông long kỳ lân hắn nghỉ ngơi một lát bọn họ vẫn thấy hai chân mỏi nhừ trong bóng tối có tiếng bước chân truyền đến tần mục dãy ruộng đứng dậy phát động đan tiêu thiên nhãn nhìn lại trong bóng tối có một bóng dáng đi tới áo choàng có màu máu ban công thố cũng lung la lung lay đứng dậy mở hồ lô lớn sau lưng ra thác máu bay lên lơ đường giữa không trung long kỳ lân đứng lên chỉ là tứ chi vô lực khó mà chống đỡ được thân thể của mình cảm thấy vẫn là ngồi xuống thoải mái ngay sau đó hắn ngồi ngậm chân hòa tần mục rủ hai tay xuống nâng không nổi kiếm hoàn chỉ có thể nhẹ nhàng gầy đầu ngón tay vô ưu kiếm bên trong kiếm hoàn bay ra lo lửng ở đầu ngón tay hắn nhỏ bé vô cùng bóng dáng đi tới là một thiếu niên lưng đao trường đao nhưng hắn đồng thời không đi tới mà dừng bước lại cẩn thận nhìn về phía mấy trăm bộ thi thể hắn ở trong bóng đêm ma quái trong bóng tối lại làm như không thấy hắn bóng tối này dường như chỉ với có hiệu quả đối với người ở thế giới này đối với hắn khách đến từ thiên ngoại lại không có bất kỳ uy hiếp gì giết một đội trinh sát của thiên đình linh tú quân ta người rất lợi hại thiếu niên mang trường đao trên lưng dung cái áo choàng lên bên trên cái áo choàng đều là máu tươi cách bóng tối cùng tần mục đối mặt hắn trầm giọng nói tại hạ lạc vô song của linh tú quân các hạ có dám báo ra danh hiệu hay không ban công thố cười hắc hắc nói lạc vô song linh tú quân chưa nghe nói qua tiểu tử, tử người rất có năng lực đi lên nhận lấy cái chết thiếu niên mang trường đao lạnh nhạt nói Lạc mỗ rất khâm phục các vị, có thể chỉ dựa vào hai người một heo giết chết nhiều cao thủ như vậy. Các người có thể giết bọn họ, bản lĩnh không yếu, chỉ có điều bọn họ chỉ là trinh sát. Mà linh tú quân là quân đội linh tú tuyển chọn cho thiên đình mới xuất hiện, những trinh sát này không có khả năng so sánh được. Các người là đám dế con của thượng hoàng, lại có thể vì vậy trả cái giá lớn, cho nên hỏi các ngươi tên họ, cũng để cho các ngươi sau khi chết lưu lại thanh danh. Nếu các ngươi đã không muốn, như vậy, hắn ngang nhiên rút đao, dựng thẳng đao đón gió đánh xuống trên không một đạo đao quang như giải lụa đón gió lại rơi xuống đao quang một sinh hai hai sinh bốn bốn sinh tám tám biến thành mười sáu lần lượt phân tách đợi tới khi đi tới trước mặt đám người tần mục đã biến thành đao quang che trời kín đất ban công thố gầm thét hai tay đột nhiên khép lại thác máu hóa thành một vị huyết phật nghênh đón đao quang lập tức vỡ ra ở trong ánh đao chẳng qua bị huyết phật công kích đao quang có trong tích tắc không ổn định ban công thố ngã ngồi trên mặt đất thở dốc không có pháp lực mà đầu ngón tay tần mục với một cái vô u kiếm gào thét xuyên ra đinh 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 đâm rách lấy đao trong chớp mắt đi tới bên cạnh thiếu niên kia hắn dùng hết lực lượng cuối cùng của chính mình thi triển ra kiếm chiêu đã khó phòng ngự được bản thân long kỳ lân gầm thét Phẩy rồng trên người đồng loạt bay ra từng vẩy rồng cực lớn giống như ngàn vạn đại thuẫn ngăn ở trước người tần mục thân hình của người thiếu niên kia biến hóa khó lường tránh né kiếm quang ngang đao chặn lại đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa có một phen hùng vị khác thường Tần Mục dùng hết lực lượng cuối cùng và nguyên khí của mình vẫn kiếm, kiếm pháp 18 thức biến hóa khó lường, đợi cho một chiêu cuối cùng sử dụng ra, thiếu niên Lạc Vô Song kia rên lên một tiếng, cánh tay phải cầm đao bị chém đứt xuống, hắn giơ cánh tay lên nắm lấy tay cụt, rất ra sau đó liền lui lại, trong chớp mắt đi lất qua gần một dặm bên ngoài, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, hắn nghiêm nghị nói, Tần Mục tự nghĩ nguyên khí của mình đã sắp tiêu hao hết, lại khó có thể xông ra khoảng cách gần rằm, lúc này hắn thu kiếm, vô ưu kiếm nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh hắn khiến hắn có vẻ còn dư lực thiên thánh giáo chủ tần mục tần mục lộ ra nụ cười thản nhiên nói bên cạnh ta là đại tôn lâu lan hoàng kim cung sắc mặt của ban công thố biến hóa lạc vô song xoay người rời đi giọng nói từ phía xa truyền đến thiên thánh giáo chủ tần mục đại tôn lâu lan hoàng kim cung ngày khác có thành tựu lạc mỗ nhất định phải báo thù hai vị để rửa sạch mối thù cụt tay các ngươi đừng chết quá sớm hắn biến mất ở trong bóng tối nồng đậm tần mục vẫn đứng sừng sững vô ưu kiếm vẫn đang quay trong xung quanh hắn hắn vẫn không có bất luận thả lòng nào vẫn là nhìn chằm chằm bóng tối sau một lúc lâu tần mục mới thở phào nhẹ nhõm sắc mặt của ban công thố đau khổ oán giận nói tần giáo chủ ngươi vì sao phải báo ra danh hiệu của chúng ta cái này làm thế nào cho phải không báo ra danh hiệu hắn chưa chắc sẽ rời đi khi thế của tần mục đột nhiên suy yếu ngã ngồi xuống vô ưu kiếm đinh một tiếng rơi xuống đất hắn ngay cả sức lực phát động vô ưu kiếm cũng không có khí tức đã cạn nếu như hắn lưu lại liều chết chúng ta thật sự chưa hẳn có thể liều được với hắn báo ra danh hiệu hắn mới có thể thật sự rời khỏi ban công thố dễ dụ đứng dậy nhìn hắn ánh mắt chớp động bên trong bích huyết hồ lô lưng phía sau một đoàn máu tươi thỏ đầu ra rục rà rục dịch tính toán có nên nhân lúc này ra tay với tần mục không ngoài mặt hắn cả giận nói ngươi có thể báo ra tên giả tần mục nhíu nhíu mày vui ưu kiếm rơi xuống bên chân lặng lẽ nâng mũi kiếm lên uể oải nói tần mỗ làm việc chưa bao giờ lưu lại tên giả lại nói chúng ta trở lại ba bốn vạn năm sau hắn có thể tìm được chúng ta sao trong lòng ban công thố phát sinh một cơn lửa giận cắn răng nói tần giáo chủ cái tên tần mục này là thật chưa bao giờ báo tên giả người cũng có mặt mũi nói ra miệng trong hồ lô càng lúc càng nhiều máu tràn ra vô thanh vô tức có quả cầu máu bơi lên hắn liếc mắt lại đổi thành một khuôn mặt khác vẻ mặt ôn hòa nói chẳng qua giáo chủ nói có lý ai biết được tên khốn kiếp gọi là lạc vô song này mặc dù có chút bản lĩnh nhưng ngạo khí mười phần khẳng định không sống tới ba bốn vạn năm sau nói không chừng hắn không lâu nữa liền chết trong chiến tranh nữa tần giáo chủ muốn ta dìu ngươi lên không tần mục ngẩng đầu sắc mặt thành khẩn tốt ta hiện tại thân thể trống rỗng ngươi không dìu ta ta thật dậy không nổi ban công thố đột nhiên dùng mình một cái vội vàng lui về phía sau cười hắc hắc nói nam nam thụ thụ bất thân vẫn là rời xa một chút còn tốt hơn miễn cho truyền ra lời ong tiếng ve tần mục không để ý lắm chống vô ưu kiếm lung la lung lay đứng dậy Lạc vô song rút đi, chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, hắn có thể sẽ dẫn theo đại quân linh tú quân, nơi đây không nên ở lâu. Long Kỳ Lân cũng thu hồi vẩy rồng của bản thân, tập tễnh leo ra khỏi phạm vi của cái dương, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, cái dương khép lại, trở lại kích thước không lớn không nhỏ. Long Kỳ Lân leo đến trên cái dương, mệt mỏi thở hồn hền, tần mục cũng chật vật leo lên, quay đầu cười nói, đại tôn, ngươi cũng tới đi, ban công thố lắc đầu, chui vào phía dưới cái dương, ôm lấy một cái chân của cái dương, ta ở đây tiện hơn tần mục đá đá long kỳ lân bật cười nói người quá cẩn thận rồi chúng ta với dương cùng tồn tại cùng chung mối thù cùng sinh cùng tử ta còn có thể xuống tay với người hay sao long kỳ lân nâng chân trước lên long chảo bắn ra mấy cái lưỡi đao sắc bén chỉ cần ban công thố đi lên liền bị hắn đâm chết ban công thố thận trọng nói giáo chủ có thịnh tình ta không thể chối từ nhưng ta xưa nay cẩn thận đã quen chưa bao giờ tín nhiệm bất luận kẻ nào giáo chủ có thể để cho long béo thu hồi móng vuốt cái dương bước chân đi vào trong bóng tối tần mục ôm kiếm trong ngực chập mắt ban công thố ở dưới cái dương thì tinh thần phấn chấn tận lực không ngủ lặng lẽ lấy từ bên trong túi thao thiết lấy ra mấy viên linh đan bỏ vào trong miệng cố gắng hết khả năng khôi phục tu vi thật lâu hắn tự cảm giác nguyên khí khôi phục một chút ánh mắt chớp động lặng lẽ phát động bích huyết hổ lô người này bị thương rất nặng chính là thời cơ tốt của diệt trừ hắn đột nhiên hắn ngửi thấy mùi thuốc vội vàng ngừng lại ý định động thủ tần mục thò một cái tay vào bên trong túi thao thiết lén lút luyện mấy lô linh đan, thỉnh thoảng nhét vào bên trong miệng mấy viên, lại luyện cho Long Kỳ Lân mấy lô. Long Kỳ Lân lặng lẽ ăn, không có phát ra tiếng động gì, chẳng qua mùi thuốc bay tới vẫn không có dấu giếm được cái mũi của ban công thố. Muốn hãm hại hắn, có chút khó khăn, ban công thố thầm nghĩ, rốt cuộc, trong bóng tối có ánh sáng truyền đến, bọn họ đi tới dịch trạm phía trước, bên trong dịch trạm có thần nhân che chở, rất nhiều dân chúng đều ở bên trong dịch trạm nghỉ ngơi. Bạch Kỳ Nhi lo lắng nhìn quanh, rốt cuộc nhìn thấy một cái dương nhuốm máu mang theo thiếu niên cùng long kỳ lân mập mạp lung la lung lai đi tới cái dương bước chân trèo đèo lội suối chạy rất nhanh bạch cử nhi tâm thần dao động có một loại tình cảm khác vội vàng ôm nhi tử của bạch thanh phủ chào đón tần mục từ trên cái dương nhảy xuống thoáng cái duỗi thân thể khung xương chấn động rắc rắc nghi ngờ nói các ngươi vì cái gì vẫn chưa đi đi không được rồi những người dân này không có bao nhiêu tu vi dẫn theo người nhà già yếu chiếm đa số bạch cứ nhi ép xuống tình cảm thiếu nữ của mình thấp giọng nói bên trong dịch trạm thân chỉ không ở đây đoán chừng là gấp rút đi tiếp viện bách long thành không rõ sống chết hiện tại bên trong dịch trạm chỉ còn lại có chúng ta tần mục nhìn dịch trạm dịch trạm gần dặm có nhiều người ngủ ở trên mặt đất còn có vài người không ngủ ở ngoài long thần châu chiếu sáng còn mắt hắn lúc sáng lúc tối nhưng bọn họ đều không có lên tiếng trốn ra được rất nhiều người đều là bình dân bách tính không phải gia đình giàu có gia đình giàu có ở bách long thành chạy nạn tương đối nhanh đa số là đi theo vị thần chỉ ở cửa thành bắc này, đám người kia chỉ sợ toàn quân bị diệt. Chỉ có những dân chúng bình dân này bởi vì tu vi thấp, chạy nạn muộn hơn một bước, ngay sau đó mới đi theo đám người bọn hắn. Nơi này không thể ở lâu, tần mục do dự thoáng cái, nói, nếu không để cho bọn họ đi vào dương của ta, ta mang theo bọn họ đi, có thể đi được bao xa thì đi bấy xa. Bạch Cử Nhi hơi ngẩn ra, nhìn cái dương, nói, một người khác đi cùng ngươi đâu, hắn, ta ở đây ban công thố từ bên dưới cái dương chui ra ngoài cười hắc hắc nói may mắn không làm nhục sứ mệnh chúng ta còn sống làm phiền tiểu thư bạch gia lo lắng tần mục bảo long kỳ lân từ trên cái dương nhảy xuống nói cử nhi tỉ 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 đánh thức bọn họ nơi này thực sự không thể ở lại nữa đã không có thần chỉ che chở chúng ta lập tức khởi hành miễn cho bị truy binh đuổi theo bạch cử nhi gật đầu đánh thức mọi người tần mục trải rộng cái dương ra để mọi người tiến vào bên trong ban công thố cũng muốn đi vào trong dương Tần Mục lắc đầu nói, truy binh đuổi theo cái dương, không có người ngăn cản, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt, chúng ta ở lại bên ngoài cái dương. Cái dương tinh ngạn mặc dù rất rắn chắc nhưng mà cũng không thể công kích, không có chiến lược, nếu như đều trốn trong dương, tùy tiện một tà ma vực đạo tới, có thể khiến bọn hán chết không có chỗ chôn. Ban công thố nhịn xuống tức giận, cười lạnh nói, tần giáo chủ, người nói như vậy, rất khó sống sót ở bên trong loạn thế này, chúng ta là chạy trốn, trốn tránh tinh ngạn đuổi giết, không phải tới cứu người tần mục cười ha ha lắc đầu đại tôn ta chỉ là muốn ở trong loạn thế trần thế bảo lưu một chút hồn nhiên cùng thiện lương mà thôi ban công thố hở lạnh một tiếng lại chui vào bên dưới cái dương hầm hờ nói kẻ địch đến gọi ta bạch cử nhi cũng ở lại bên ngoài tần mục cùng nàng ngồi ở trên cái dương long kỳ lân cũng nhảy lên an tĩnh nằm xuống chờ một lúc liền ngủ mất đại tôn vì cái gì ưa thích ở phía dưới cái dương bạch cử nhi không hiểu tần mục giải thích nói hắn là xóa bỏ thần thông công kích chúng ta đến từ lòng đất bạch cử nhi giật mình nói đại tôn có lòng cái dương nhẹ nhàng di chuyển bước chân đi về phía đông tần mục nhìn thiếu nữ bên cạnh bạch cử nhi vừa mới trải qua kịch biến cửa nát nhà tan thiếu nữ này vốn còn chút ngây ngô cùng non nớt nhưng mà trong vòng một đêm vầng trán của nàng liền có thêm sự kiên nghị ánh mắt cũng biến thành sáng rực trong suốt vứt bỏ đi sự mềm yếu ban đầu tần mục lúc này mới chú ý tới bạch cử nhi cũng không phải là giống hệt nhân tộc nàng còn mang theo một ít đặc điểm của long tộc dấu ở bên trong tóc của nàng có hai cái sừng rồng nho nhỏ bị nàng dùng mái tóc kéo thành hai cái búi tóc che lại lần thứ nhất tần mục nhìn thấy nàng còn nâng khuôn mặt của nàng nhưng mà đồng thời không có chú ý đến một đôi sừng rồng nho nhỏ trên gương mặt này của nàng có một ít ưu sổ còn chưa tan muốn tìm người dựa vào thế nhưng lại phải bảo bản thân kiên cường nàng cũng không phải là loại thiếu nữ tần mục ưa thích tần mục từ nhỏ bị chín lão trong tàn lão thôn truyền bá nữ tử lấy béo làm đẹp dược sư đồ tề thôn trưởng cũng từng nói với hắn nữ hải tử cần phải mặt béo eo thô mông lớn bạch cử nhi tuyệt đối không phù hợp với điểm này chỉ có điều tần mục bây giờ lại cảm thấy bên trong mềm yếu bạch cử nhi mang theo bộ dáng kiên cường thật sự khiến hắn động tâm tỉ mệt mỏi sao tần mục ép tâm tư khác xuống nói nếu như mỏi mệt có thể dựa vào trên người của ta nghỉ một lát bạch cử nhi ư một tiếng nhẹ nhàng dựa vào trên vai của hắn bên tai truyền đến tiếng ngáy khe khẽ của long kỳ lân nàng lại ngủ không được nhắm mắt lại chính là hình ảnh bách long thành bị phá hủy bóng dáng mẫu thân cùng thúc công các thúc bá trong nhà ứng chiến với thiên ngoại tà ma trong bóng tối chém giết vô số người chết còn có lúc ca ca tẩu tẩu của mình đi ứng chiến tà ma quay đầu lại cười một tiếng thỉnh thoảng trong bóng tối còn có khuôn mặt ma quái dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trong cơn ác mộng đúng rồi ta còn không hỏi ngươi mới vừa gặp mặt ngươi nói ngươi là xuyên qua bạch cười nhi mở mắt ra dựa vào đầu vai tần mục thấp giọng nói thật sao tần mục khẽ gật đầu ngươi đến từ nơi nào là quá khứ hay là tương lai nơi đó an bình chứ rất lâu sau này đại khái ba bốn vạn năm về sau nơi ta ở hiện tại coi như an bình nhưng sau này khó mà nói được ba bốn vạn năm về sau thiếu nữ trầm mặc một lát nói nhỏ ta không biết mình còn có thể sống cho đến lúc đó hay không nơi này quá khổ khổ đến làm cho người ta sống chẳng được đi tỷ cần sống người trong dương còn cần tỷ tần mục lộ ra nụ cười ô nhu nói so ta tưởng tượng tỷ còn muốn kiên cường hơn rất nhiều người đừng nói thiếu nữ ngay cả là nam nhân gặp được loại tình cảnh này cũng đã sớm suy sụp ta biết sống gian nan nhưng tỷ còn gánh vác kỳ vọng của bọn họ còn có mong đợi của ca ca tỷ tẩu tẩu tỷ còn có nhi tử của bọn họ thân thể bạch cử nhi run lên nhẹ nhàng gật đầu người sẽ đi theo ta chứ nàng hỏi tần mục trầm mặc một lát trời đã sắp sáng rồi hắn nhìn về phía đông bởi vì một đêm chém giết giọng nói có chút khàn khàn lại mang từ tính đặc biệt bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim sau bình minh ta đại khái sẽ biến mất ta bởi vì một hồi cơ duyên kỳ diệu đi tới nơi này, ta nhìn không thấu cơ duyên. Con đường tiếp theo, có khả năng cần chính tỷ dẫn đầu bọn họ đi xuống. Sống, Bạch Cử Nhi ngẩng đầu, nhìn phía đông, bầu trời dần sáng lên. Tần Mục đứng dậy, cười nói, tỷ tỷ tốt, ta đại khái không thể lại tiễn tỷ, tiếp sau chỉ có thể một mình tỷ đi. Trong lòng Bạch Cử Nhi vô cùng phức tạp, mê man đứng lên, trong ngực nàng vẫn ôm nhi tử của Bạch Thanh Phủ, bắt giác nước mắt ẩm ướt hai gò má. Tần Mục nâng gương mặt của nàng, dùng nụ cười thuần khiết chân thật nhất của bản thân cổ vũ nàng sống sót nhất định phải sống sót trong lòng bạch cử nhi vô cùng xoắn suýt một cái tay ôm thật chặt hắn thân thể run rẩy không cần đi ta sợ ta không tiếp tục kiên trì được tất cả dấu vết của ta ở trong thế giới tiền sử này có lẽ đều sẽ bị xóa đi sẽ không lưu lại vật ta mang đến nhưng mà ta có thể lưu lại một câu khiến cho ta cảm động sắc trời dần dần sáng lên tia nắng đầu tiên từ trên đường chân trời phía đông tóe ra rơi xuống phía trên núi sông bóng tối bốn phía xung quanh bọn họ đang nhanh chóng rời ra tần mục một tay ôm lấy thiếu nữ trong ngực một tay điểm về phía vách đá đi qua vô ưu kiếm bay ra kiếm đi long xà ở chỗ bên trên vách núi treo leo lưu lại chữ viết của hắn bảo kiếm bay trở về tần mục ở dưới ánh nắng chiếu xuống ôm thật chặt thiếu nữ sắp phải tự mình đối mặt với hiểm ác bạch cứ nhi ôm thật chặt hắn dường như làm vậy liền có thể lưu lại một chỗ dựa một tia ánh nắng chiếu đến tần mục trong ngực nàng giống như là làn khói xanh đồng thời tiêu tán cái dương cũng đã biến mất lưu lại đám người trên đất đầy minh man bạch cư nhi ngơ ngác đột nhiên quay đầu nhìn về phía sườn núi trên vách đá là chữ viết do vô ưu kiếm của tần mục lưu lại mạng người lớn hơn trời bạch cư nhi đột nhiên cảm giác được câu nói này vô cùng nặng nề đám người phía dưới thoáng cái liền đặt hy vọng ở trên đầu vai của nàng ánh mắt chờ mong của bọn họ biến thành áp lực đáng sợ cùng động lực theo ta đi nàng ôm nhi tử của ca ca giơ cánh tay lên bên trong giọng nói tràn đầy lực lượng ta sẽ dẫn các người đi ra khỏi tuyệt cảnh tìm được một chỗ có thể sinh tồn mọi người lại trái lên hy vọng đi theo nàng tiến lên đi về phía xa người đến từ ba bốn vạn năm về sau bạch cười nhi quay đầu nhìn về phía sườn núi nơi tần mục lưu lại chữ nàng lại xoay đầu lại dẫn theo đám người đi về phía mặt trời mọc ta sẽ sống sót sẽ đi tìm ngươi ngươi phải chờ ta ta sẽ ở đây cùng ngươi tương phùng vượt qua vạn cổ tương phùng chờ ta lúc ngươi rời đi ta không mở miệng nói thích ngươi lúc lại gặp mặt lần nữa ta hy vọng sẽ không lưu lại tức núi thời gian lướt qua sông núi mặt đất dẫn mọi người qua lại chỉ để lại ký ức của con người hoặc là lịch sử bị lãng quên năm tháng giống như tiếng ca tiếng ca nhất định sẽ là bi thương tần mục đứng ở trên cái dương cùng nữ hài kia ôm nhau ánh sáng mặt trời giống như năm tháng chiếu ngưng xuống một khắc kia khi ánh sáng soi sáng ở trên người của hắn tối tăm trong lòng thiếu nữ biến thành cát bay chảy lùi về phía sau ánh sáng mặt trời thông suốt chiếu xuống ánh vàng rực rỡ trên sa mạc cát vàng lớn hiện ra từng cồn cát giống như mảnh vẩy ở đây vốn là một mảnh khe nứt bốn ngọn núi uốn quanh tuy rằng không cao nhưng non xanh nước biếc nhưng năm tháng đan sen khiến cho ở đây chỉ còn lại có cát vàng bay khắp bầu trời tần mục nhảy xuống khỏi cái dương tuy rằng biết rõ sẽ như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn khó nén được cảm giác phiền muộn mở nắp dương ra hắn kéo long kỳ lân đi ra cái dương lớn này hình như đã buồn bực trong bụng của mình rõ ràng mới vừa rồi còn có mấy trăm người thế nào hiện tại trong lúc bất trượt liền biến mất long kỳ lân cũng thấp thỏm lo âu hắn vốn đặc biệt mê tín cực kỳ sợ quỷ Hiện tại càng khiếp sợ đến mức vùi đầu ở trong cát, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước hắn là một mảnh vách núi trơn, một mình sừng sững ở trong sa mạc cát vàng lớn, từng trải mấy vạn năm cát bụi bão cát, trước sau không có bị phong hóa, không đổ nát, trên vách đá có chữ viết hắn lưu lại mấy vạn năm trước, mạng người lớn hơn trời, Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, hắn vẫn lưu lại thứ của mình ở trong lịch sử, tất cả những điều xảy ra tối hôm qua cũng không phải là lịch sử hồi quang, cũng không phải cảnh trong mơ hắn không có cách nào giải thích những điều kỳ diệu từng trải qua trong một đêm này không có cách nào giải thích mình tại sao lại trở lại ba bốn vạn năm trước vì sao mình sẽ cùng mọi người của bách long thành trải qua một hồi bị tối tam tập kích hắn cũng không có cách nào giải thích mình tại sao lại quay về đến bây giờ vì sao tối tam qua đi thời đại thượng hoàng lại biến mất nhưng mà tất cả những điều này thật sự phát sinh qua hắn cùng với mọi người mấy vạn năm trước cùng nhau sóng vai chiến đấu nhìn bọn họ mất đầu máu nóng bán ra nhìn mọi người trong lịch sử chịu đựng cực khổ cũng nhìn thấy một thiên đình khác đi phá hủy thời đại thượng hoàng cùng với tử thương và tình cảnh bi thảm do thiên đình tạo thành thời đại thượng hoàng bị phá hủy thời đại khai hoàng cũng bị phá hủy thiên đình phá hủy hai thời đại này là cùng một thiên đình sao trong lòng hắn có chút suy đoán nhưng không có gì chứng minh suy đoán của mình có thể muốn phá hủy duyên khang cũng sẽ là một thiên đình bọn họ là đến từ chỗ nào phía dưới cây dương ban công thố lặng lẽ không một tiếng động chui ra ngoài ngẩng đầu nhìn vách núi trong sa mạc này hắn quan sát chữ viết phía trên thản nhiên nói Tần giáo chủ, người bây giờ nhất định rất mất mát, rất bị thương. Thiếu nữ bạch gia kia có lẽ là thích ngươi, ngươi có thể cũng rất thích nàng, chỉ là nàng biết phải cùng ngươi tách ra nên không có nói ra. Thời gian quá vô tình, ánh mắt hắn chớp động, hồ lô phía sau lưng lặng lẽ mở ra, từng cục máu lặng lẽ di chuyển trên không trung, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ban công thố nhìn chăm chăm vào phía sau lưng tần mục, từng cục máu trong không trung giống như là rắn độc đang xoay thân thể. Giọng nói của hắn cũng giống là độc xà ở chui vào trong lòng của tần mục, Gặp nhắm tâm linh của Tần Mục, tàn phá đạo tâm của hắn khiến cho đạo tâm của hắn trúng độc, khiến cho thiếu niên này lộ ra kẽ hở, nếu ngươi ở lại thời đại kia, có thể cuộc sống của ngươi gặp phải cùng hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt. Ban công thố lặng lẽ chuyển động bước chân, điều chỉnh khí tức, giọng điệu càng thêm tràn ngập quyến rũ, nói với hắn một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn với hiện thực. Các ngươi có lẽ sẽ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ có rất nhiều hài tử, các ngươi cũng sẽ đối mặt với rất nhiều cản trở, nguy hiểm, nhưng cuộc sống của các ngươi sẽ muôn hình muôn vẻ như vậy. Lịch sử qua lại sẽ biến thành sắc thái sặc sỡ, đôi phu thê các người sẽ trải qua từng đoạn lịch sử sặc sỡ nhiều màu sắc. Đáng tiếc, hắn truyền đề tài câu chuyện, trở nên tràn ngập độc tính. Đáng tiếc, các người vẫn tách ra, cách nhau mấy vạn năm. Cái gì mà ý nghĩ yêu thương, cái gì mà thích, cái gì mà sau này, ở cách xa nhau mấy vạn năm, trong năm tháng tất cả đều biến thành cát vàng, biến thành vô căn cứ. Hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, âm thanh cũng theo nụ cười quỷ dị trở nên vạn vẹo. Quỷ dị thiếu nữ bạch gia kia rất có khả năng sớm đã chết, sau khi người đi, nàng rất có thể chết ở trong tay người truy sát, cho dù chạy thoát được, nàng cũng có thể có khả năng gả cho người khác, sinh con dưỡng cái, biến thành lão phụ, chỉ có lúc về già khi dung nhan mất đi thỉnh thoảng mới có thể nhớ tới gương mặt người thiếu niên ngày đó đêm đó đột nhiên xuất hiện, đang giữ lấy gương mặt của nàng, Tần giáo chủ, trong lòng ngươi có từng có bi thương hay không? Loại bi thương này có gặm nhắm tâm linh của ngươi, độc hại linh hồn của ngươi hay không? Ban công thố đã đến gần hắn âm thanh quỷ dị giống như là ma vương thiên ngoại đang thì thầm dụ cho người ta rơi xuống nàng trung quy sẽ chết biến thành bụi bằm ba bốn vạn năm giống như cát bụi trong sa mạc hoang vắng này bị che lấp trong lịch sử trừ người nam nhi đa tình ra ai cũng không nhớ nổi nàng nàng lại như vậy chỉ mờ trong bụi bặm của lịch sử chôn ở trong cát vàng cuồn cuộn này hắn cười hì hì nói thiếu niên không cảm giác được sự buồn bã thích nhà lầu mà nay thưởng thức được hết cảm giác buồn bã muốn nói lại xấu hổ tần giáo chủ nội tâm của người là yếu đuối như vậy hãy để cho ta tới hắn đang muốn động thủ thân thể của long kỳ lân phía sau càng lúc càng lớn càng lúc càng cao đột nhiên giơ móng vuốt cực lớn lên một móng vuốt chụp cho hắn lăn mình trên mặt đất ban công thố vội vàng đứng dậy lại bị đánh ngã trên mặt đất long kỳ lân đập hết lần này tới lần khác đánh hắn đến mức miệng phun máu tươi còn cả giận nói cho người lắm miệng cho người lắm miệng ban công thố giận tím mặt con heo béo đáng chết người cho rằng ta sợ ngươi sao móng vuốt của long kỳ lân đột nhiên phát ra tiếng động vang vọng bắn ra từng cái móng sắc bén như đào muốn mổ rách bụng hắn ra đột nhiên giọng nói bình tĩnh của tần mục truyền đến rồng béo không cần đánh hắn để cho hắn đi thôi long kỳ lân hơi ngần ra không hiểu nói giáo chủ người này là một kẻ đầu óc xấu xa là cao thủ xem chạy thoát thân là quan trọng nhất hắn mới vừa rồi còn muốn hại ngươi để cho hắn chạy còn muốn bắt hắn lại là khó khăn càng thêm khó khăn chúng ta từng cùng nhau chiến đấu qua hắn cũng vì cứu người đã ra sức lực rất lớn, mạo hiểm tới tính mạng, hắn đáng để có một lần cơ hội sống. tần mục chấp hai tay sau lưng, nhìn chữ viết của mình trên vách núi, sắc mặt bình tĩnh nói: đại tôn, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. lần sau lại gặp gỡ, ta lấy thủ cấp của ngươi. ban công thố đứng lên, phủi nhẹ vào cát trên người, ánh mắt chớp động, nói: ngươi xác nhận lần này thả ta đi, không gạt ta, ngươi sẽ không vào lúc ta xoay người ra tay giết ta sao? tần mục thản nhiên nói: tối hôm qua người chết rất nhiều. Ngày hôm nay ta không muốn giết người, ban công thố không xoay người mà từng bước từng bước lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của Tần Mục, thầm nghĩ, lần này tuy rằng trải qua gian nguy, liều chết chém giết, nhưng ta cũng không phải là không nhận được lợi ích, ta ít nhất lấy được hai cái chân thần, chờ một chút, hai cái chân thần này, Tần Mục vẫn đưa lưng về phía hắn khiến cho ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, trong lòng không khỏi kích động, có hai cái chân thần này, ta vì sao còn sợ tiểu tử, tử này, ta nắm giữ chân thần tốc độ chạy thoát thân là đệ nhất thiên hạ đánh không lại hắn ta có thể chạy trốn hơn nữa tốc độ của ta là đệ nhất thiên hạ chiến lược của ta cũng sẽ một đường nâng cao ta có thể giết chết hắn hắn hưng phấn trái tim nhảy lên trong mắt đột ngột có hung quang phát ra hắn đang muốn từng bước ra tay đột nhiên sinh lòng cảnh giác vội vàng nhảy lên thật cao một đường kiếm quang từ trong sa mạc bay ra thoáng cái lướt qua gốc chân phải của hắn ban công thố đau kêu một tiếng thân ở giữa không trung lạnh lùng nói tần giáo chủ người nói chuyện không giữ lời Tần Mục xoay người lại, thản nhiên nói, giữ lời, ta trước đây chém đứt một chân của ngươi, có thể trả lại cho ngươi một cái, nhưng sẽ không để cho ngươi nhận được hai cái chân thần. Đại tôn, không tiễn, ban công thố thân ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía cái chân rơi xuống, muốn đi nhặt nhưng phía dưới cát vàng đã nuốt mất cái chân gãy kia. Trong cát vàng, vô số đạo kiếm quang như ẩn như hiện, giống như là từng cái kim bạc đan vào xuyên qua, bảo vệ cái chân thần kia. Đó là kiếm hoàn của tần mục biến thành bát thiên kiếm, hiển nhiên trong lúc hắn nỗ lực mê hoặc lòng người tần mục cũng đã đánh kiếm hoàn vào trong cát vàng ban công thố lập tức biết mình đã mất tiên cơ cắn răng một cái một đóa hoa sen cao chừng một người từ phía sau hắn xuất hiện hắn lui vào trong bông hoa hoa sen khép lại mang theo ban công thố cả người nhuốm máu cùng biến mất tần giáo chủ lần sau gặp mặt ta lấy thủ cấp của ngươi giọng nói của hắn càng lúc càng xa biến mất ở sâu bên trong cát vàng khắp bầu trời đại tôn bây giờ trở nên rất có can đảm tần mục xoay người sang chỗ khác vô số phi kiếm từ trong sa mạc bay lên đưa cái chân thần kia đến bên cạnh cái dương nhẹ giọng nói đây là chuyện tốt hắn có gan dạ sáng suốt lần sau giết hắn lại không cần phí sức như thế cái dương hưng phấn vội vàng mở nắp dương ra thu cái chân thần này vào thu thập tàng trữ. tần mục nhìn chữ viết trên vách núi khẽ nói ngươi nếu còn sống sẽ tới nơi này tìm ta sao ngươi còn sống không mấy vạn năm thời gian từng cuộc sống đau khổ có làm ngươi ngọc vẫn hương tiêu hay không có làm ngươi biến thành bộ xương khô hay không hắn lẳng lặng chờ ở dưới vách núi chậm chạp không rời đi dãy núi xung quanh cũng bị gió cát mài bằng vì sao duy nhất chỉ có vách núi của ngọn núi này trong lòng hắn vẫn có hy vọng chưa từng tắt giáo chủ núi bên này có một khối bia đá lớn đột nhiên long kỳ lân có phát hiện trong lòng tần mục thoáng động vội vàng chạy tới long kỳ lân ở dưới chân núi phát hiện ra một tấm bia đá chỗ tấm bia đá này bị cắt vàng vùi lấp gần một nửa lại là ở dưới chân vách núi không để ý kiểm tra rất khó phát xác tấm bia đá này hình như có lực lượng thần kỳ chống đỡ bão cát không bị phong hóa trên tấm bia đá còn có chữ viết tần mục nhìn lại phía trên bia đá không khỏi thoáng ngẩn người ra chỉ thấy trên tấm bia đá văn tự tung bay khí phách viết thiên ma giáo chủ tần mục lâu lan hoàng kim cung đại tôn vùi thân văn tự phía sau chữ vùi thân có chút mơ hồ còn có vài chữ bị vùi lấp ở trong cát vàng long kỳ lân đang muốn tiến đến trước mặt gạt cát vàng ra tần mục vội vàng nói rồng béo là cạm bẫy không nên động loạn tới các dưới bia đá. Long Kỳ Lân nghe được hai chữ cạm bẫy liền vội vàng lui về phía sau, hoàn toàn không dám dừng lại. Tần Mục cười lạnh nói, sử dụng loại thủ đoạn này bày đặt cạm bẫy, thực sự khinh thường ta, chứ phía dưới tấm bia đá, không phải là vùi thân ở đây. Nếu như ta động tới hạt cát, lại sẽ động vào bẫy dập của hắn, chết không có chỗ chôn. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, nói, nếu như phía trên này viết chính là tên của ta, ta nhất định phải kiểm tra. Tần Mục nhìn lại xung quanh, mảnh sa mạc cát vàng lớn này thực sự hoang vắng vô cùng, trừ bọn họ ra lại không có sinh mệnh khác, không có khả năng có người mai phục ở gần đây. Nói thật, ta ngược lại thật sự có chức ngạc nhiên, ánh mắt của hắn chớp động, quan sát tấm bia đá bị chôn ở dưới cát vàng. Long Kỳ Lân nhất thời có một loại cảm giác không ổn, nói, giáo chủ, người không nên làm chuyện điên rồ. Tần mục nhanh chóng lui về phía sau, cười nói, ta rất muốn xem thử, người lưu lại tấm bia đá này muốn ám toán ta và đại tôn, có thể lưu lại tên hay không hắn tự mãn kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ lưu lại tên của mình chúng ta rời xa trăm dặm sau đó ta tới thi pháp đẩy cát phía dưới tấm bia đá ra tần mục đã quyết hắn đi tới ngoài trăm dặm cái dương và long kỳ lân cũng theo sát hắn khoảng cách trăm dặm đã đầy đủ xa cho dù là bẫy sập này có uy lực cực lớn cũng rất khó uy hiếp được bọn họ ở ngoài trăm dặm tần mục nắm cát vàng nhẹ nhàng thổi một cái chỉ thấy cát vàng bị một hơi thở của hắn thổi ra khỏi bàn tay rơi xuống đất lại hóa thành một người tí hon ba tấc vì người khổng lồ cồn cát mở miệng hét lớn một tiếng rất hung ác dưới thân có cát vàng xoay tròn người khổng lồ đằng đằng sát khí phóng về phía vách núi ở ngoài trăm dặm long kỳ lân chờ mong vạn phần sau một lúc lâu chờ mong của rồng béo có phần ít hơn nhưng mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào phía xa nhưng mà chỗ vách núi vẫn không có gì phát sinh tần mục phóng người nhảy đến trên đầu rồng béo từ lên cao nhìn về nơi xa nhìn về phía người khổng lồ cồn cát người khổng lồ cồn cát nho nhỏ vừa bay qua một cồn cát đang cố gắng chạy đến chỗ vách núi Long Kỳ Lân ngáp, phấn chấn tinh thần, nói, giáo chủ, sắp tới chưa, tần mục tính toán qua, qua gần nửa canh giờ nữa sẽ đến, Long Kỳ Lân bỏ xuống, thầm nói, ta tạm thời ngủ một hồi, đến người lại kêu ta, sau gần nửa canh giờ, tần mục đá con vật khổng lồ này tỉnh lại, Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên, hưng phấn nói, đã tới chưa, qua gần nửa nén hương lại đến, tần mục cười nói, chúng ta tới trên không trung, chẳng may có gì sơ suất còn tiện chạy trốn, cái dương bước chân ra, leo đến trên lưng của long kỳ lân long kỳ lân vội vàng đạp hòa vân bay lên trời từ phía xa nhìn lại ngoài trăm dặm mơ hồ có thể nhìn thấy được một người nhỏ bé đang mở miệng gào thét chạy về phía tấm bia đá cho dù là thị lực của long kỳ lân rất tốt nhưng cũng khó có thể nhận ra rõ ràng tần mục ngược lại nhìn thấy tất cả đều rõ ràng người khổng lồ cồn cát giống lên một hồi cuối cùng cũng đi tới dưới tấm bia đá khí thế mười phần sau đó người khổng lồ cồn cát cố gắng đào hạt cát vừa gào vừa cào tần mục không còn gì để nói Long Kỳ Lân mở miệng muốn nói, lại ngậm miệng lặng lặng chờ đợi, thầm nghĩ, nếu như ta không mở mắt nhắc tới chuyện này, chắc hẳn ngày mai sẽ không có cơm ăn. Sau một lúc lâu, người khổng lồ cồn cắt đào ra một hố nhỏ, văn tự dưới tấm bia đá cuối cùng hiện ra, tần mục còn chưa thấy rõ phía trên viết cái gì, trong lúc bất chợt trong hố cát có vô số cát vàng cuồn cuộn, từng cát vàng giống như là cầu vồng phóng lên cao, nhấn chìm người khổng lồ cồn cát nho nhỏ này, không chỉ người khổng lồ cồn cát nho nhỏ bị chìm ngập, phạm vi mười mấy dặm xung quanh đều hóa thành một mảnh sát trận khủng khiếp cắt vàng sôi trào giống như là một cái bát màu vàng đất đội ngược trong sa mạc trong quả cầu lớn màu vàng đất truyền đến từng tiếng tiếng đao lông và mảnh vầy trên người long kỳ lân bị dọa cho dựng đứng tần mục cũng không khỏi sợ tóc gái cái bẫy này không ngờ vẫn còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng may là hắn luôn luôn cẩn thận đề nghị đi ra ngoài chăm dặm lại động vào cạm bẫy chỉ thấy trong cái bát tô màu vàng này có từng đao quang trên dưới trái phải tung bay cắt chém bổ gọt các loại biến hóa gần như che phủ hết không gian trong phạm vi mấy mấy dặm. Loại đao pháp này, Tần Mục hơi ngẩn ra, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Loại đao pháp này, hắn đã thấy qua, nhưng không phải ở Duyên Khang mà là trong đêm qua, đêm qua của ba bốn vạn năm trước, là người thiếu niên lạc vô song của thiên đình linh tú quân. Lạc vô song thi triển đao pháp, cùng với đao quang trong các kia có chỗ rất giống, thiếu niên cùng một tay còn sống. Đại tôn còn nói tiểu tử, tử này sống không được bao lâu, bảo ta không cần lo lắng. Tần mục bật cười nhưng dáng vẻ tươi cười dần dần cứng đờ, cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn lại trở nên tái mét. Là vô song mai phục thần thông cảm bẫy ở đây rất cường đại, đơn giản là cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tinh ngạn cũng chưa chắc pháp lực to lớn giống như vậy. Điều này nói rõ, lạc vô song không những còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, thoạt nhìn rất cường đại, hơn phần nửa đã thành thần, hắn vẫn ghi hận mối thù cụt tay, nghĩ đến sau khi thành thần trở lại trốn cũ, tìm được vách núi này, nhìn thấy được chữ viết của tần mục ở trên vách đá nên lưu lại một tấm bia đá. Nếu Tần Mục đi tới nơi này, nhất định sẽ muốn biết phía dưới tấm bia đá viết cái gì, sau đó lại sẽ trúng chiêu. Ta thật sự không nên để lộ danh hiệu, lúc đó chắc hẳn là bịa ra một cái tên. Chỉ có điều cũng trong họa có phúc, là vô song cũng là kẻ lòng dạ quá nhỏ. Đại tôn bị ta chém đứt một chân, hơn nữa còn là cùng một chân chém hai lần, hắn cũng không nói gì thêm. Lạc vô song lưu lại thần thông duy trì liên tục trong thời gian cũng không lâu, rất nhanh uy lực của cạm bẫy này tiêu tan, cát vàng trên bầu trời bị cắt thành cát bụi, bay là tả bị gió thổi qua tràn ngập mọi nơi tần mục hé mắt trong lòng thất kinh đêm qua hắn cùng với lạc vô song gặp gỡ đào pháp của lạc vô song mặc dù kỹ càng vô cùng nhưng so sánh với hắn vẫn muốn thua kém không ít Đao pháp của lạc vô song là Đao pháp tách ra một chia làm hai hai chia làm bốn bốn chia thành tám không ngừng tách ra loại Đao pháp này tách ra đến lần thứ 10, đó là một nghìn hai mươi bốn đạo đao quang tách ra đến 14 lần lại đạt hơn một vạn sáu ngàn đạo nhưng mà loại đao pháp này có một tai hại lớn nhất đó chính là pháp lực của lạc vô song là cố định tách ra số lần càng nhiều uy lực của mỗi một đạo đao quang lại sẽ theo đó suy giảm tách ra quá nhiều lực công kích lại chưa đủ hắn gặp phải cao thủ khác còn có thể xưng hùng nhưng gặp phải tần mục đồng thời là tồn tại đại gia kiếm pháp trong đại gia đao pháp vậy khó khăn có thể thu được kết quả tốt bởi vậy tần mục cho dù là ở dưới tình huống pháp lực gần tiêu hao hết hơn nữa toàn thân bị thương cũng có thể chém mất một cánh tay của hắn chỉ có điều lần này tần mục nhìn thấy được đao pháp của lạc vô song tinh tiến đến trình độ cực kỳ đáng sợ phạm vi mấy chục dặm cát vàng khắp bầu trời nhưng là sát cơ chân chính vẫn tràn ngập ở đao quang trong cát vàng thoạt nhìn trong phạm vi mấy chục dặm cát vàng khắp nơi đều là đao quang không rời khỏi đao pháp tách ra nhưng mà trên thực tế chỉ có một đạo đao quang đao quang chém chúng cát bụi chết xạ bắn ngược bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo thành hiện tượng kỳ lạ tất cả mọi nơi đều đao quang nhưng mà lạc vô song chỉ để lại một đao tần mục có thể tưởng tượng ra Lạc vô song sau khi thành thần đi tới nơi này, nhìn thấy được tần mục lưu lại chữ viết ở trên vách đá. Từ trong chữ viết nhận ra kiếm pháp của tần mục, vì vậy lập tấm bia đá. Hắn đứng ở trước tấm bia đá, một đao chém vào cát vàng, dấu đao ý và thần thông của mình ở trong cát vàng, dưới tấm bia đá. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, tần mục đến chỗ này, động vào đao ý và thần thông của hắn, phát nổ thần thông. Đao pháp của hắn đạt được đạo cành, khóe mắt của tần mục giật giật, bước chân vào trong cát bụi, người ngược hướng cát bụi bay đi về phía chỗ vách núi lạc vô song đao pháp đã đạt đến nói cảnh cùng duyên khang quốc như vậy là nói cảnh đáng sợ tồn tại do đao nhập đạo lĩnh ngộ của người này ở trên phương diện đao đạo chỉ sợ không thể yếu hơn đồ tể đáng sợ hơn chính là tu vi của hắn hùng hậu chỉ sợ vừa xa đồ tể tần mục hơi ngần ra vách núi phía trước vẫn còn chữ của hắn ở trên vách núi cũng còn vách núi này không ngờ hoàn toàn không tổn thương hình như thần thông của lạc vô song cố ý tránh vách núi này hắn không suy nghĩ nhiều nhìn về phía tấm bia đá tấm bia đá cũng còn hoàn toàn không có tổn hại nào vận tự dưới tấm bia đá cũng hiện ra phía sau hai chữ vùi thân không phải là hai chữ ở đây giống như hắn suy đoán trái lại là một hàng chữ khác là khải thư rất nhỏ tần mục nho nhỏ đọc ngươi cho rằng đây là cạm bẫy ngươi nghĩ rằng đạo đao pháp này của ta là vì giết ngươi sao sai ngươi đứng ở chỗ này sẽ hoàn toàn không có tổn hại nào ta đang đợi ngươi thiên thánh giáo chủ ta từng trải hai vạn năm từng trải toàn bộ thời đại khai hoàng vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của thiên thánh giáo Mãi đến khi thời đại khai hoàng kết thúc, dư nghiệt của khai hoàng sáng lập Thiên Thánh giáo, mãi đến một khắc kia, ta mới biết được ta phải đợi người không phải ở quá khứ mà trong tương lai, Thiên Thánh giáo không có chữ thánh, thật ra là ma đạo, Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, kỳ thực là Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, huy động tới cạm bẫy của ta, thần thông của ta sẽ thông báo cho ta người tới, ta cuối cùng đã chờ được ngươi, sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, thở hắt ra một hơi, xoay người nhảy đến trên lưng của Long Kỳ Lân, quát, đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Long Kỳ Lân vội vàng nhanh chân bỏ chạy, cái dương ở phía sau cũng bàn chân bước ra, liều mình chạy như điên. Tần Mục trầm mặt, đó không phải là cạm bẫy, tuy rằng thanh thế rất lớn nhưng cạm bẫy này chỉ là để cho Lạc Vô Song cảm ứng được thần thông của hắn bị động tới, cho hắn biết thiên thánh giáo chủ Tần Mục tới, không hơn. Đó là một lão quái vật sống ba bốn vạn năm, còn ghi hận Tần Mục chém đứt cánh tay hắn. Đối với Tần Mục mà nói, đây là chuyện xảy ra tối hôm qua, đối với hắn mà nói lại là chuyện đã xảy ra ba bốn vạn năm trước ghi hận ba bốn hơn vạn năm hơn nữa cho dù lưu lại cạm bẫy cũng không phải là vì giết chết tần mục mà thông báo chân thân của hắn lạc vô song chấp nhất có thể nói đáng sợ hắn tình nguyện khiến cho cạm bẫy của mình vô hiệu cũng muốn lưu lại tính mạng của tần mục bởi vì hắn muốn đích thân tới lấy tần mục dẫn theo cái dương trốn thật xa lúc này đã qua buổi trưa mặt trời ngả về phía tây mặt trời trên mảnh sa mạc cát vàng lớn này hình như không phải cùng một mặt trời ở duyên khang thế giới này cùng duyên khang hình như cũng không phải cùng một thế giới hắn cưỡi long kỳ lên dẫn theo cái dương ở trong sa mạc lớn chạy như điên mảnh thế giới này hình như vĩnh viễn không có điểm cuối không nhìn thấy được chân trời đi không đến giới hạn cuối thậm chí hắn tìm không được cái khe nứt nhìn thấy lúc mình tới đây trên trán của tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh nếu không đi ra khỏi đây được cho dù lạc vô song không tới giết hắn hắn cũng sớm muộn sẽ chết ở địa phương cổ quái này hoặc chết khát hoặc chết đói hoặc tịch mịch khiến hắn phát cuồng mà chết hoặc cô độc sống quãng đời còn lại mà chết không nên kinh hoàng không nên kinh hoàng dụng tâm suy nghĩ hắn cố gắng tĩnh tâm cẩn thận nhớ lại con đường lúc mình tới sa mạc lớn mênh mông hắn đã không thể nhận ra được con đường tới đây hơn nữa nếu có thể tìm được đường trở về hắn cũng quyết không thể đi theo con đường kia tinh ngạn không đuổi theo chúng ta hắn nhất định sẽ canh giữ ở chỗ lối vào vết nứt ôm cây chờ thỏ chờ ta tự động được tới cửa ánh mắt của tần mục chớp động ngẩng đầu nhìn trời trong lòng lặng lẽ nói ta đã từng ở đầu nguồn con sông mảnh sông này cắt ngang qua chỗ vách núi gãy đại khư nhìn thấy trời có năm tầng là trời năm thế giới trùng điệp với nhau năm tầng trời trùng điệp có ý nghĩa thế giới này còn có lối ra khác ta có thể thông qua lối ra khác trở về đại khư trong con người của hắn có từng tầng trận văn xoay tròn điều khiển ngựa phải bằng cương hắn lại mặc cho long kỳ lân chạy ngược chạy xuôi hắn chỉ nhìn lên trên không trung đến buổi tối long kỳ lân không dám đi về phía trước nhảy đến trên cái dương tần mục lại gác chéo chân nằm ở trên cái dương nhìn khoảng không ban đêm đen nhánh cái dương lại đang vượt qua cồn cát chạy về phía xa lại đến ban ngày hắn trở nên tiểu tụy hơn rất nhiều hai mắt đầy tơ máu nhưng vẫn mở chừng hai mắt không dám lười biếng chút nào cuối cùng tần mục nhìn thấy được một đám mây màu thế giới này khắp nơi đều là sa mạc không có một chút hơi nước nhưng mà đám mây màu này lại chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt xuất hiện hơn nữa còn là xuất hiện trước một mảng nhỏ sau đó càng lúc càng lớn tần mục tinh thần đại chấn xoay người dựng lên cười ha ha trời không tuyệt đường người phần nhiều chính là người tự tuyệt đường của mình buông tha hy vọng mà thôi, ta không buông tha, ta lại có thể sống ra ngoài. Hắn đặt cái dương ở trên lưng của Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân bay lên, phóng về phía đám mây màu này, lại ở thời điểm bọn họ đi qua thế giới này, trong vách núi có thần quang lắc lư, trong thần quang là một thế giới khác với sắc thái rực rỡ, thực vật cao lớn, hoa lớn đủ mọi màu sắc, thần quang giống như thác nước từ giữa vách núi chảy ra, nối liền hai thế giới. Ảo ảnh của một thiếu nữ đạp trên đóa hoa từ thế giới kia đi tới, nhìn về phía một hàng chữ trên vách núi này, khẽ nói, còn kém hai trăm năm lại đến bốn vạn năm ngươi bây giờ cũng đã ra đời đi ta còn đang chờ ngươi mặt nàng mang theo một chút u oán khẽ nói ta còn sống nhưng bốn vạn năm năm tháng trước sau không thể quên được ngươi ta không dám già đi chỉ sợ ngươi sẽ không nhận ra ta đột nhiên bên cạnh tấm bia đá không ngừng hở ra tấm bia đá vang lên âm thanh dữ dội từng khối đá vỡ ra trong khoảnh khắc dựng thành một cánh cổng vòng bằng đá thiên ma giáo chủ tần mục ta cuối cùng chờ được ngươi một bóng người cụt một tay xuất hiện ở phía bên kia của cánh cửa phía sau lưng hắn mang trường đao tiếng cười như khóc như than ánh mắt thiếu nữ trong thần quang và bóng người cụt một tay trong cánh cửa kia gặp nhau trong lòng đều chấn động dư nghiệt của thượng hoàng tà ma ngoại vực kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người